Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Chương 381, Thái cổ kiếm đạo 1. Nơi gọi là Tam giới ý chỉ thiên đình, nhân gian, âm ti. Mỗi người đều có mệnh riêng, mệnh do thiên đạo kiểm soát, luân hồi trong tam giới. Tam giới mệnh do lại có nghĩa là mệnh của tôi sẽ do bản thân quyết định không thuận theo ý trời. Khó trách trong đạo tàng chưa từng có bất cứ điều gì nhắc đến kiếm pháp của Ma đạo tổ sư, kể cả Ma đạo cũng không có ghi chép liên quan đến nó. Tam giới mệnh do, bốn chữ này vốn dĩ đã là cấm thị đối với thiên đạo. Quyền kiếm phổ trên tay tôi chính là những tu hành cảm ngộ mà nửa đời đạo tổ đã chứng kiến, nửa đời trước của đạo tổ đơn độc chinh chiến trăm trận ba ngàn dặm một kiếm ngăn được trăm vạn hùng sư, sát phạt quyết đoán vô song, cái gọi là Tam giới mệnh do cũng chính là tinh túy kiếm pháp của ông ấy khi còn sống, dùng bộ kiếm pháp này vì ma đạo tranh đoạt giang sơn. Còn về nửa đời sau của ma đạo tổ sư rốt cuộc tu hành loại kiếm pháp gì, có lẽ chỉ mỗi mình ông ấy mới biết mà thôi. Tâm trạng hiện giờ của tôi thay vì nói là điên cuồng hoan hỉ chẳng thà nói trăm cảm xúc hỗn tạp giao hòa. Thực tế thì, từ lúc tôi nảy sinh nghi ngờ đối với thất sát kiếm, tôi đã không có cách nào để tiếp tục sử dụng thất kiếm liên phát để triệu hoán ra phong bạo cự long nữa. Quá trình tu hành tựa như trèo thuyền ngược dòng vậy, nếu không tiến về phía trước sẽ cuốn theo dòng chảy. Tâm cảnh mất khống chế, thất sát kiếm cũng không còn tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng uy lực đánh ra suốt kiếm vô hối. Cùng là người cầm cờ, kiếm lục nhâm âm dương của tạ Lưu Vân rình mò thiên cơ, chiến thần chi đạo của mộ dung nguyên duệ suốt chung chấn động thiên hạ Ma đạo vốn đã lâm vào thế yếu muốn quật khởi thành công tôi chỉ còn một con đường đó là mạnh mẽ hơn bọn họ trận quyết đấu giữa ma đạo và âm sơn ngày càng cận kề đại địch lâm le ở phía trước ma đạo đang lúc cần dùng người nhưng tu hành kiếm đạo của tôi lại đúng ngay thời khắc then chốt đánh mất phương hướng đây quả thật là một việc khiến người ta hoảng sợ cũng vì thế tôi mới bằng lòng mạo hiểm cả tính mạng cũng phải hỗ trợ thùy họa bước lên thần đàn Tất cả là vì tôi phát giác được bản thân có khả năng không thể tham chiến. Cửu U nữ đế tặng tôi cơ duyên này, quả thật đúng lúc mà. Xuống thiên trì, tôi lập tức đi tìm Khương Tuyết Dương. Đây là kiếm phổ của Ma đạo tổ sư sao? Ánh mắt Khương Tuyết Dương tròn xoe kinh ngạc, Cửu U nữ đế tặng cho tôi đấy. Tôi mừng rỡ nói, bà ấy đưa kiếm phổ của Ma đạo tổ sư cho cậu vào ngay đúng lúc này, chính là ám chỉ âm ty sẽ không khoan dung cho ma đạo nữa. Sau khi trận chiến âm sơn kết thúc, âm ty nhất định sẽ khởi binh đánh ma đạo ừ bà ấy đã nói thế tạ lan tôi muốn cậu nhớ kỹ ma đạo quật khởi sẽ không cần dựa vào sự thương xót nào từ bất kỳ ai hết tôi hiểu tôi gật gật đầu nói bất luận là cửu u nữ đế tạ lưu vân mộ dung nguyên duệ bọn họ và tôi đều có một đoạn nhân quả khó mà cắt đứt được cửu u nữ đế là vì ma đạo tổ sư và phật gia nhiều lần ra tay giúp đỡ tôi bây giờ còn tặng tôi cơ duyên vô cùng tốt đẹp Tạ Lưu Vân thì ngược lại vì ý muốn trộm mạng của tôi, không bằng lòng tự tay đối phó với tôi. Còn về mộ dung nguyên duệ, tôi và cô ấy không chỉ tơ tình khó giải, trên đá tam sinh vẫn đang có một sợi nhân duyên. Nhưng mà, những đoạn nhân quả này sớm muộn đều sẽ luôn theo thúc mệnh của chúng tôi cận chiến vô số lần rồi dần dần cắt đứt. Chỉ vì đạo bất đồng, bất tương vi mưu, tạ lan, cậu có còn nhớ những lời tôi nói với cậu ở đàm cửu long không? Tôi đã nói với cậu mệnh bàn không sai, sát phá lang không nên tái kết vào lúc đó. Khương Tuyết Dương nói, vẫn nhớ, sát phá lang mệnh bàn thật sự phát huy tác dụng, chính là để đối phó với việc quy khư xuất thế. Khương Tuyết Dương nói, thời đại hỗn loạn, thiên hạ chìm trong mảnh đen tối ảm đạm, sát phá lang tam tinh nhập thế mệnh bàn sắp thành rồi. Mà hiện giờ là thời đại mạt pháp, sát phá lang không có cách nào quấy nhiễu trật tự thiên đạo, cho dù cửu tinh cùng nhau xuất hiện, cũng quyết định không được vận mệnh của ma đạo. Nhưng mà bây giờ tình hình đã khác, quy khư xuất thế, âm dương đảo lộn, đến cả thiên đạo cũng bị kéo vào hứng chịu tai ương, tam phương tứ chính lúc này mới đúng là không thể chuyển biến xấu. Thùy Hỏa đã được phong thần, cậu lại có được kiếm phổ của ma đạo tổ sư, tất cả những điều này đều chứng minh sát phá lang tam phương tứ chính đã thành hình. Khương Tuyết Dương vui mừng hớn hở thốt lên, cũng đã một khoảng thời gian, tôi không nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Khương Tuyết Dương rồi, vì thế, ngay khi tôi trông thấy cô ấy mỉm cười dịu dàng, trong thoáng chốc sững sở không nỡ rời mắt cô ấy không giống như thùy họa chỉ cần một cái nhấc tay một cử chỉ đã mang sát khí sắc lãnh quân uy thanh thế riêng cũng không bằng vẻ đẹp yêu mị quyến rũ khiến người khác mê mẩn của kiêm hà thậm chí chẳng có nét đáng yêu hoạt bát như a lê tiễn khuynh thiên hạ nhưng tôi biết cô ấy mới là linh hồn của ma đạo cậu nhìn gì thế khương tuyết dương bị tôi nhìn đến ngượng ngùng đỏ cả mặt giận dỗi nói rất xinh đẹp to gan sư phụ cậu mà cũng dám đùa giỡn cô đã sớm không phải là sư phụ của tôi rồi đó Khương Tuyết Dương ngẩn người, rồi đẩy tôi ra khỏi phòng. Chương 382, Thái cổ kiếm đạo 2. Rất lâu về sâu, tôi hỏi Thùy Họa, hỏi cô ấy tham lam hộ pháp thiên tôn năm đó có người mình thích, hay có tình duyên của riêng mình hay không. Thùy Họa nói với tôi, Khương Tuyết Dương trời sinh mệnh cô quả, đã định sẽ cô độc đến già. Tôi không tin, tu hành vốn đã là làm trái với lẽ trời, tôi không tin Khương Tuyết Dương sẽ chấp nhận sự bày bố của mệnh cách. Cuối cùng vẫn là phong thần cho tôi đáp án. Ngài ấy nói tình yêu của Tuyết Dương ngay giây phút bắt đầu đã hạ màn, từ đó phồn hoa lụi tàn, thứ nhìn thấy cuối cùng cũng là pháo hoa của người khác. Không chỉ mình Tuyết Dương, ngay cả tham lang hộ pháp thiên tôn năm đó cũng vậy. Ma đạo tổ sư và cửu u nữ đế chân thành ái mộ nhau, bên cạnh còn có một phá quân bầu bạn cả đời, duy nhất mỗi mình tham lang hộ pháp thiên tôn dùng hết tâm huyết lặng lẽ bảo vệ đằng sau, tận đến khi đảo kim ngao chìm xuống, đều không có một ai hiểu rõ tâm ý của cô ấy. Đáng tiếc những điều đó sau này tôi mới biết, mà khi tôi thấu hiểu sự tình bên trong ấy, tuyết dương đã không còn trên nhân gian này rồi. Âm Sơn cuối cùng vẫn không có lấy chút động tính gì, Khương Tuyết Dương lại phái ra một nhóm đệ tử đến Sơn Hải quan hỗ trợ A Lê Thủ Thành, mà tôi cũng bắt đầu bế quan lĩnh ngộ kiếm đạo. Chỉ đợi Thùy Hòa quay lại, chúng tôi liền dẫn binh đến phía Tây Nam, quyết chiến ở vùng Đồng Bằng Hà Sáo. Giải thích, Đồng Bằng Hà Sáo là vùng bình nguyên ở Thượng Lưu Sông Hoàng Hà. Hết giải thích, kiếm phổ của ma đạo tổ sư vô cùng sâu sắc huyền bí, văn tự tối nghĩa khó hiểu, nhìn hình vẽ di chuyển của kiếm mà choáng váng đau hết cả đầu. Tôi khổ tâm nghiên cứu nhưng không có hiệu quả, đành đi tìm Khương Tuyết Dương bàn luận. Khương Tuyết Dương không tu luyện kiếm đạo nên cô ấy cũng xem không hiểu, nhưng cô ấy đã cho tôi một chủ ý, để tôi thử đem kiếm phổ hút vào huyền quan xem có chuyển biến gì không. Kiếm phổ cũng có thể nhập vào huyền quan sao? Tôi tò mò hỏi, thế gian này phàm là vật do thần minh tạo ra, đều có thể hư hóa. Mà đạo tổ sư chính là thiên tôn đẳng cấp cường đại, kiếm phổ của ông ấy tất nhiên có thể hấp thu tương tự mặt thứ ba của bia thất sát vậy khương tuyết dương nói tôi hiểu rồi lý do thần tích khó lòng tìm kiếm tại nhân gian chính là bởi vì đồ vật thần minh lưu giữ lại bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất không còn một chút dấu vết nào thấu hiểu điều này tôi liền tá túc trong mật thất của khương tuyết dương để cô ấy bảo hộ hấp thu kiếm phổ của ma đạo tổ sư tôi nhắm đôi mắt tập trung tinh thần từ từ mở huyệt thần đình tiếp theo tôi khóa chặt thần niệm trên kiếm phổ mới đầu không hề có động tính gì dần dần một luồng kiếm khí sắc bén khí thế hào hùng mạnh mẽ trực tiếp xâm nhập vào huyền quan của tôi tôi xém chút vì thế mà hôn mê khó khăn lắm mới khiến thần thức ổn định nhưng mà khi tôi mở mắt ra phát hiện kiếm phổ vậy mà vẫn còn kiếm phổ tại sao không biến mất tôi lo lắng hỏi cậu mở ra xem thử thì biết thôi khương tuyết dương nói tôi mở kiếm phổ ra xem tất cả đều biến thành trang sách chống không những văn tử và hình vẽ kiếm chuyển động toàn bộ đã hóa thành kiếm khí tinh khiết hòa vào huyền quan của tôi. Kiếm phổ và bia thất sát không giống nhau, bia thất sát và bia văn là một thể nên mới dần dần mờ nhạt rồi hóa thành hư không. Giờ khắc này, trong huyền quan tôi đã nổi gió ảo ạt, phát sinh ra biến hóa thay đổi triệt đề. Huyền quan của tôi rất lớn, bao la vô tận, tôi vẫn tưởng vĩnh viễn sẽ không lấp đầy, nhưng mà khi kiếm khí của ma đạo tổ sư tràn vào, ngay tức khắc bao phủ hết huyền quan. Kiếm khí tung hoành hiên ngang, xuyên qua trời đất thức thần tôi vừa vào bên trong liền bị kiếm khí tấn công chém loạn xả khắp người đầy vết thương hoảng hốt muốn chạy trốn tôi chỉ có thể liều mạng áp chế lúc này không thể tránh khỏi đau đớn nhưng cũng chỉ đau đớn mà thôi trong huyền quan của tôi thì thức thần sẽ không phải chịu thương tổn không thể phục hồi chính lúc thức thần cố gắng hứng chịu kiếm khí sát phạt vô tận giọng nói của ma đạo tổ sư đột nhiên vang vọng trong huyền quan tôi vì sao dùng kiếm kiếm chính là tổ tiên của trăm binh khí quản lý giết chóc trong trời đất từ giây phút thanh kiếm thứ nhất được rút ra giữa trời đất, đã thu hút ánh mắt của các vị thần ma ở cửu thiên thập địa. Một lúc sau đó, những văn tự khó hiểu tối nghĩa trên kiếm phổ đều theo giọng nói của Ma đạo tổ sư, dần dần hiện ra trong huyền quan của tôi. Nghe xong, tôi mới hiểu những gì mình đã nghe về kiếm đạo lại tầm thường nhỏ bé như vậy. Trước đây, tôi chỉ đem kiếm chia làm hai loại, một loại là kiếm pháp của người học võ, một loại là kiếm pháp của đạo môn, bất luận là võ đạo hay đạo môn đều là kiếm pháp do nhân tộc sinh ra rồi mới có. Mà ma đạo tổ sư lại từ thời kỳ thái cổ đã bắt đầu luận kiếm, bởi vì bắt đầu từ lúc đó thiên địa kiếm đã xuất hiện kiếm rồi, có kiếm tất nhiên sẽ có kiếm đạo. Ma đạo tổ sư nói, vào thời hồng hoang vũ trụ sơ khai, đã có xuất hiện kiếm khí, âm thầm tồn tại sâu trong bóng tối. Sau khi vị thần ma thái cổ nào đó cảm nhận được sự tồn tại của kiếm khí, đã lấy cơ duyên đúc tạo ra một thanh kiếm đầu tiên giữa trời đất, sau khi có kiếm, mới đến lượt trăm binh khí khác xuất thế, Thái cổ thần ma có sức mạnh khủng khiếp đến đâu chứ, nhận thức được ý niệm sát phạt vô song trong kiếm liền ngay lập tức lĩnh ngộ ra kiếm đạo. Từ đó về sau diễn sinh ra ba loại kiếm pháp, thái cổ thần tộc tu hành là pháp thần kiếm, thái cổ ma tộc tu hành là pháp ma kiếm, anh linh sau khi thần ma chết tu hành lại là pháp quỷ kiếm. Thần kiếm phiêu giạt, ma kiếm hùng mạnh, quỷ kiếm u tối, ba loại kiếm pháp đều thuộc vào hàng đỉnh phong. Truyền thuyết có nói, nếu như có người có thể tập hợp ba loại đạo trên vào bản thân, liền có sức mạnh hóa thân thiên đạo, trở thành người tiếp quản thiên giới. chương 383, A Lê gặp nạn một Nghe thấy giọng nói của ma đạo tổ sư giải thích cảm ngộ của ông ấy đối với kiếm đạo xong, tôi mới thấu hiểu chính xác sự sâu sắc vĩ đại và lịch sử phát triển lâu dài của kiếm đạo. Thực ra võ đạo cũng có loại trải nghiệm này, luyện đao theo năm đánh côn theo tháng nhưng kiếm là cả một đời. Học luyện kiếm là việc mất cả đời người, vĩnh viễn không có điểm dừng. Thần kiếm phiêu giạt, kiếm pháp thuộc về thần, mang âm dung của đại đạo, tâm tùy ý chuyển, thấp thoáng mơ hồ, bạt vô âm tín không thấy tung tích. Giải thích tâm tùy ý chuyển có nghĩa là môi trường và hoàn cảnh của một người sẽ thay đổi theo sự biến hóa của tâm cảnh. Hết giải thích, ma kiếm hùng mạnh, chiến ý của ma là lợi hại nhất, cử tử không hối hận, huyết ma nhuốm chảm trời xanh. Ma kiếm một khi xuất chiêu liền không thể thu hồi, không chết không thôi. Quỷ kiếm thoát ẩn thoát hiện, quỷ thuộc u minh, sở trường ẩn thân, quỷ kiếm vì thế mà không thể suy đoán. Kiếm xuất vô danh, thâm sâu khó lường. Đủ khả năng đem ba loại kiếm đạo này tập hợp vào một người, chỉ có thiên đạo. Những đạo lý này tôi chỉ có thể thông suốt đôi câu vài lời, hay hình thức bên ngoài mà thôi. Áo nghĩa bên trong giống như bầu trời đầy sao, nhìn thấy bằng mắt thường nhưng không lý giải tương tận. Mà những điều này mới đơn giản là cả mộ tu hành kiếm đạo nửa đời trước của ma đạo tổ sư, kiếm đạo vĩnh viễn không có điểm cuối. Giải thích, áo nghĩa thư là một loại kinh thánh rất quan trọng của Ấn Độ giáo, văn bản viết bằng tiếng Phạn. Hết giải thích. Sau này khi tôi chiến đấu với tất cả các vị thiên tôn, mở mang vô số kiến thức về kiếm đạo thiên tôn thì tôi mới giải đáp được vướng mắc. Ba loại kiếm pháp này thực ra vốn không có thất truyền, mà là thay đổi thành một phương cách khác để lưu truyền xuống từ thiên đạo. Kiếm của nhân đạo, kiếm tiên lữ thuần dương và tiên đạo thái ất thiên tôn thuộc về phạm trù thần kiếm. Lục đạo luân hồi của cửu u nữ đế thiên về phạm trù quỷ kiếm. Diêm tam giới mệnh do của ma đạo lại thuộc về phạm trù ma kiếm. Đến đây tôi mới lý giải nguồn gốc của cái tên ma đạo không chỉ vì ma đạo có phong cách hành sự không phân biệt tôn ti cao thấp hay giống loài, mà còn liên quan đến kiếm pháp của ma đạo tổ sư. Đồng thời chịu ảnh hưởng của ông ấy thậm chí còn có thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao của phá quân, 9981 đao phân thành hai cực âm dương, một đao cuối cùng hồi nguyên trừ tà đã mang ma ý ác liệt đáng sợ. Tu hành ma đạo không cần đợi phải nhập ma, ma chỉ là một loại tâm thái, một loại tâm thái không phát điên thành ma thì không thể sống. Cho dù là ma đạo tổ sư sở hữu thiên phú tu đạo chất việt thiên cổ, đến cuối cùng ông ấy cũng không thể đem ba loại kiếm đạo hòa vào một thể, rồi bị thiên đạo tính toán hại chết, thân hóa thành cát bụi và đồng quy cùng thiên địa. Vì thế tôi muốn tu luyện kiếm cũng chỉ có thể chọn một trong ba loại này, đó chính là ma kiếm. Kiếm khí lưu hình do ma đạo tổ sư truyền thụ lại đều là quỹ đạo của kiếm khí, mà tôi thì sở hữu một quả tim ma, tưởng chừng như nó sáng tạo theo nhu cầu của riêng tôi. Tôi vì quan hệ của ma đạo tổ sư mới quen biết cửu u nữ đế vừa giành được tim ma do ma đạo tổ sư đã tính toán ổn thỏa bên trong huyền quan của thập vạn đại sơn huyễn ma, bây giờ lại sở hữu tâm huyết tu hành nửa đời trước của ma đạo tổ sư. Tu đạo chú trọng cơ duyên, đây chính là cơ duyên, gần như ẩn sâu bên trong bóng tối tất cả mọi chuyện đều đã thu xếp ổn thỏa. Hình kiếm khí bên trong huyền quan lúc thì mưa bão dữ dội, lúc thì gió thổi cuồn cuộn biển lớn dâng trào, lúc thì ngàn hoa đua nở, chỉ trong một đêm nở rộ. Ma ý tràn ngập, kéo một sợi tóc động đến cả người, một khi suốt chiêu không thể thu hồi, không chết không thôi. Tôi dùng tâm thâm nhập vào bên trong, từ lúc bắt đầu truy đuổi lực đạo kiếm khí yếu ớt nhất, thức thần dần dần biến thành một chiếc thuyền bè nhỏ, trôi ra theo dòng nước, đi về hướng mặt biển rộng mênh mông. Tại lầu quan sát trên thành lũy, Ngạo Phong và A Lê cùng nhau canh gác ở đấy. Thời khắc này, Tổ Long Ngạo Phong kiêu ngạo thống trị cửu thiên vẫn chưa trỗi dậy, mà A Lê cũng không mở khóa túc mệnh thật sự của cô bé. Anh hùng thiếu niên, mỹ nhân tuổi trẻ, nhìn có vẻ giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ ngạo phong để nói tổ long lợi hại hay là vạn lý trường thành lợi hại a à, lê hỏi lý do tại sao lại thắc mắc về điều này là vì vạn lý trường thành cũng có một cách gọi cự long chính là hoa hạ chi long chắc chắn là tổ long lợi hại rồi núi côn lôn bây giờ đều do tộc trưởng của tổ long bọn ta hóa ra đấy ta thấy vạn lý trường thành mới lợi hại hơn để xem nhân tộc bọn ta hiện giờ cường đại bao nhiêu chứ tổ long nhất mẹ các đệ chỉ còn sót lại một mình đệ thôi nhỉ thần sắc ngạo phong u ám, không nói tiếp nữa. A Lê nói xong liền có chút hối hận, kéo tay ngạo phong nói, đệ cũng không cần quá đau lòng, nếu như đệ sợ cô đơn, ta cho phép đệ ở lại bên cạnh ta, để ta đồng hành cùng đệ. Thọ nguyên của tổ long dài đến vạn năm, nhân loại các tỷ chỉ giống như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, tỷ có thể ở cạnh ta bao lâu đây chứ? Ê, đệ đừng quên nha, tu đạo có sức mạnh nghịch thiên cải mệnh, cũng có thể sống rất lâu đó. A Lê tự tin nói, tỷ lại không phải người tu hành mà. Ngạo Phong bĩu môi nói, chương 384, A Lê gặp nạn hai. A Lê quả thực không phải người tu hành, hoặc nói cách khác không phải người tu hành trong phạm chủ đạo môn hiện nay, lực lượng của cô bé đến từ ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma. Ta không cần tu hành cũng có thể sống được rất lâu, anh Tạ Lan đã nói rồi, trong tương lai sẽ giúp ta phong thần. A Lê Dương Dương tự đắc nói, chính ngay lúc A Lê và Ngạo Phong đang trò chuyện, bên ngoài Bắc Thành Sơn Hải quan bỗng xuất hiện luồng quỷ khí tà ác sung thiên tiếp sau đó hàng loạt đám mây đen cuồn cuộn kéo đến, thoáng chốc bao phủ cả một bầu trời. Trong mấy đám mây đen ấy, tiếng quỷ khóc thần sầu vang vọng chói tai, cơn gió lạnh lẽo thổi đến, oán khí dữ dội thảm khốc. Đám thuộc hạ của Lang Xuyên quân bao gồm Thiên Diện La Sát, Âm Sơn Quỷ Cơ, Tông chủ Quỷ Vương Tông, Âm Sơn Quỷ Mẫu dẫn theo năm vạn quỷ binh và năm vạn đệ tử Âm Sơn giết thẳng đến Sơn Hải Quan. Bọn chúng từ dưới lòng đất chen trúc lũ lượt bò lên, âm thầm vượt qua ngàn dặm, án binh bất động lén lút hành quân quỷ đạo. Khương Tuyết Dương tuy rằng đã dự liệu đến việc Âm Sơn không thể sẽ mãi giữ im lặng, nhưng cô ấy không ngờ tới Âm Sơn sẽ phát binh tập kích bất ngờ Sơn Hải Quan với quy mô lớn đến vậy, tưởng chừng phải là đội hình của một trận quyết đấu sống chết mới có. Trong giờ phút nguy hiểm này, mà đạo tại Sơn Hải Quan chỉ vỏn vẹn một vạn tinh binh, tuyệt đối không phải là đối thủ của 10 vạn đại quân Âm Sơn, đỉnh phong cao thủ cũng chỉ có A Lê và Ngạo Phong. Chính tại thời khắc quỷ khí ồ ạt à kéo đến, Khương Tuyết Dương ngay lập tức bắt đầu khởi binh điểm tướng. Lưu Phong Vũ và Lưu Phong Sương dẫn 6.000 quân hồ tộc Thanh Khâu toàn lực chạy đến Sơn Hải Quan, những đệ tử người âm khác cũng đồng loạt xuất phát. Sau đó, Khương Tuyết Dương và Kiêm Hà liền ngự không bay đi. Nhưng mà, đợi hai người bọn họ chạy đến Sơn Hải Quan, thì trên Sơn Hải Quan chỉ còn sót lại ngạo phong đang thở thoi thóp, thân thể hiện ra mình rồng, máu tươi nhuộm đỏ hết cả vạn lý trường thành trong ngoài thành lũy, máu tươi chảy thành sông, ngoài ra còn có lớp lớp khói đen của đệ tử vong hồn ma đạo sau khi bị tiêu diệt lưu lại. Một vạn đệ tử ma đạo căn bản không thể chống đỡ cơn cuồng sát của 10 vạn đại quân âm sơn, A à Lê cũng đâu phải tùy họa, chấn áp không nổi đại quân sừng sững kia. Ngạo Phong có thể sống sót, đều nhờ vào máu rồng hòa làm một với vạn lý trường thành, trường thành không sụp đổ thì cậu ấy sẽ không chết. Ma đạo đến nay chỉ còn lại có 8 vạn binh mã, vậy mà trong một thời gian ngắn ngủi, đã bị đại quân âm sơn tiêu diệt sạch sẽ, Khương Tuyết Dương lòng đau như cắt, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Từ trong miệng Ngạo Phong biết được, A lê không có quy tiên, mà là bị can diện La sát bắt đi mất rồi. Âm Sơn lần này đột kích nhanh gọn và rút lui cũng rất nhanh, vốn không hề nhân cơ hội càn quét núi Tiểu Bạch, dường như lập mưu đến vì A lê. Lúc sự việc đau lòng này xảy ra, tôi vẫn đang bế quan trong mật thất của Khương Tuyết Dương tham ngộ kiếm đạo. Thức thần hóa thành một con thuyền bè, trôi ra theo con sóng trong kiếm khí rộng bao la như biển. Chính tại lúc tôi truy đuổi hình kiếm, không ngừng hấp thu ý nghĩa sâu sắc của ma kiếm, đột nhiên nghe thấy cờ chiêu hồn vang vọng một tiếng sau đó cả cờ chiêu hồn phát ra âm thanh long cong như sắp bị ngọn gió cấu xé thành trăm mảnh rồi một nỗi bi ai thống khổ khiến người ta ngạt thở truyền khắp huyền quan tôi vội vàng để thức thần rời khỏi huyền quan quay về cơ thể đẩy cửa mật thất chạy ra bên ngoài núi tiểu bạch trống rỗng không có một bóng người lòng tôi giật thoát biết chuyện chẳng lành lập tức bay về hướng sơn hải quan đến sơn hải quan nhìn thấy đệ tử ma đạo đều có mặt ở đây bước lên lầu canh gác chủ soái của thành lũy tôi nhìn thấy lưu phong vũ lưu phong sương Kiêm Hà, Khương Tuyết Dương, bọn họ đều đang ở đây, từng người mang thần sắc nghiêm trọng nặng nề. Tiếp đó tôi nhìn thấy vảy rồng bay tứ phía, máu thịt lẫn lộn, máu rồng của Ngạo Long đã hòa làm một thể với Vạn Lý Trường Thành. A à Lê đang ở đâu? Tôi trầm mặc hỏi, A à Lê bị đám hung thần can diện la sát lợi dụng quỷ thần huyến trận giam cầm, đưa đến âm sơn rồi. Giải thích, quỷ thần là loài hải quái trong thần thoại Trung Quốc, hay còn gọi là thận khí hầu. Có ngoại hình là một con hầu khổng lồ, có năng lực phun sương khói tạo thành ảo ảnh lâu đài. hết giải thích. ô, tôi biết rồi. tôi bình tĩnh đáp, không bi thương chẳng vui vẻ. cho dù nội tâm của tôi đã phẫn nộ tột cùng vì nỗi lo lắng cho a lê lên đến cực điểm. a lê chính là thiếu nữ bộ tộc đông di do chính tay tôi dẫn ra khỏi tuyết vực bí cảnh. bộ tộc đông di không thể tiếp tục xuất hiện ở nhân gian. có mỗi a lê mượn sức mạnh ý chí phục hồi của thái cổ nguyệt ma theo tôi đến thế giới này. nếu như a lê gặp chuyện bất chắc gì tôi không chỉ hổ thẹn với cả bộ tộc Đông Di, càng không cách nào đối mặt với ánh trăng đang rơi trong huyền quan của tôi. Lang xuyên quân tu hành tà thuật thái âm bổ dương, lấy đồng nữ làm lư đỉnh, tiếng ác đồn xa, vì tại hỏa hành lang hà Tây, A Lê đã rơi vào chốn lầu xanh, cô bé sẽ bị đối xử tàn nhẫn như thế nào, tôi thật sự không dám tưởng tượng. Giải thích, hành lang Hà Tây chính là con đường tơ lụa từ phương Bắc đi về phía Tây Bắc từ bờ sông Hoàng Hà, ở đây đang ám chỉ hậu quả những cuộc chiến với quân hung nô tàn bạo hết giải thích, điều an ủi duy nhất của tôi bây giờ là, cờ chiêu hồn không hề gọi tên của A Lê, chứng minh cô bé vẫn còn sống. Sống được là tốt rồi, những nỗi khổ uất ức mà cô bé phải gánh chịu tôi sẽ thay cô bé đáp trả lại hết cho bọn chúng. Sơn Hải Quan, Uy Viễn Đường Tạ Lan, chuyện này có điểm khả nghi, việc Thùy Họa đột nhập thành chết oan chỉ có mỗi chúng ta biết thôi. Nhìn đợt tập kích ngày hôm nay, Lang Xuyên Quân dường như chắc chắn rằng Thùy Họa không có mặt ở đây. Khương Tuyết Dương nói ý của cô là người của âm ty ti đã tiết lộ hành tung của Thùy Hỏa cho Lang Xuyên Quân sao? Tôi hỏi, tám chín phần là thế. Thùy Hỏa dẫn binh đến thành chết oan ắt hẳn qua mặt không được âm ty, âm ty lại không muốn nhìn thấy quân lực ma đạo mở rộng phát triển mạnh. Khương Tuyết Dương nói, âm ty và âm sơn không phải là kẻ thù không đội trời chung hay sao? Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh, chỉ có điều xem hành động hôm nay của Lang Xuyên Quân, có lẽ kế hoạch của Thùy Hỏa ở thành chết oan không hề thuận lợi như dự kiến. Khương Tuyết Dương nói không sai, nếu như mọi chuyện êm đẹp, Thủy Hỏa cũng sớm đã quay lại âm ti rồi. Nhưng mà cửu u nữ đế không nhúng tay vào, âm ti vẫn còn chịu đại nạn huyết hải phù đồ, tôi nghĩ không thông ai sẽ xuất hiện ngăn cản cô ấy. chương 385, Long Khí Trường Thành một Chuyện ở Sơn Hải quan người trong thiên hạ đều để mắt tới, sự sống chết vinh nhục của A Lê là nút thắt trong tim tôi. Giờ khắc này binh sĩ của ma đạo chỉ có thể dùng được 30.000 người, 2.000 âm nhân, đệ tử của hồ tộc Thanh Khâu và 10.000 vong hồn. Trận Sơn Hải Quan đã là thương vong hơn 10.000, còn lại 40.000 vong hồn được thu trong hạo kỳ long hồn đã theo thủy Hỏa đi đến thành chết oan. So với cái danh cả triệu binh sĩ của âm Sơn Pháp Mạch, thì ma đạo chút ít chiến lược này không là gì cả. Không những không đủ về số lượng, mà cả về chiến lược đỉnh cao cũng thiếu hụt nghiêm trọng, A Lê bị thiên diện la sát bắt đi âm Sơn, ngạo phong tới giờ vẫn lưu lại trường thành dựa vào long khí của trường thành mà dưỡng thương như vậy chỉ còn lại tôi, Kiêm Hà, Khương Tuyết Dương ba người cảnh giới nửa bước thiên tôn mà thôi. Trong đó Kiêm Hà linh hoạt có thừa nhưng sát tâm không đủ, còn Khương Tuyết Dương mặc dù đạt cảnh giới nửa bước thiên tôn, nhưng không thích hợp để trở thành một vị tướng tiên phong sung trận. Phong thần chỉ truyền cho cô ấy một số thuật pháp hệ gió, mà chưa truyền cho cô ấy bốn loại pháp tắc của gió. Ban đầu tôi còn cho rằng đạo mà cô ấy hợp chắc sẽ liên quan đến gió, nhưng lại quên mất cô ấy là nhập mệnh cung tham lang, đại đạo cũng chỉ có thể là tham lang. Tham lang là thuật ngữ của tử vi đấu số, bắt nguồn từ sự sùng bái tự nhiên đối với các vì sao của người dân cổ đại, là chủ tinh của tử vi đấu số. Trong truyền thuyết thần thoại cổ đại, khi tham lang hóa thành người thì là tham lang tinh quân, hóa thành thú thì là kim ngao. Lý do lúc đầu tổ đình của ma đạo lại đặt tên là đảo kim ngao, chính là dựa tên húy của tham lang hộ pháp thiên tôn mà đặt. Mà tham lang hộ pháp thiên tôn cũng đã dùng tâm huyết cả một đời để bảo vệ tổ đình của ma đạo, mãi cho đến khi trận vạn tiên bị phá bà ấy mới cùng với đảo kim ngao mà chìm xuống. vì vậy đạo tham lang của khương tuyết dương chính là đạo của sự bảo vệ, không phải thực lực cô ấy không đủ, mà là ma đạo tôi binh lính có thể dùng không nhiều và lực chiến đấu cũng không mạnh. nếu không vào ngày chiến đấu với giã tiên, chỉ dựa hai trận phong dương, phân thủy của cô ấy cũng đã đủ ngăn cản sự sát phạt của một triệu đại quân giã tiên. khương tuyết dương tu hành dựa trên trận pháp, không chỉ có thể bày binh bố trận, mà còn có thể mượn pháp trận để tế luyện pháp khí, là một nhân tài hiếm có trong đạo môn. Lúc đó đạo đức thiên tôn của nhân đạo đã từng nói một câu như thế này, phá quân tương đương hàng triệu binh lính, mà tham lang thì có thể chặn được hai phá quân. Mặc dù lực chiến thiếu hụt nghiêm trọng, nhưng trận này vẫn phải đánh. Ngày hôm sau, tôi quyết định hành quân về phía Bắc. Thùy hỏa vẫn chưa trở lại, ma đạo bây giờ chỉ có thể cố thủ mà không thể manh động. Khương Tuyết Dương nói, ma đạo không thể chịu nhục. Tôi nói, nhịn một lúc, sống một đời, cậu chọn cái nào? Cậu không phải Thùy hỏa cô ấy có thể cản uy của đại quân, cậu thì lấy cái gì để chặn. Tôi trầm mặc, giữa biển kiếm trong huyền quan, tôi quả thực có chút lĩnh ngộ với kiếm đạo, nhưng còn lâu mới đạt được đến cảnh giới một kiếm có thể ngăn cả triệu cao thủ. Đừng nói đến triệu, ngay cả trăm ngàn quân uy cũng đã đủ trấn áp đến nỗi tôi không thể xuất kiếm. Sát phá lang tam phương tứ tránh mỗi người một nhiệm vụ riêng, thất sát chính là chủ của hỗn loạn, phá quân mới có thể trấn áp tam quân. Nếu mà ma đạo nhân tài đông đúc còn đỡ, bây giờ địch mạnh ta yếu, tác dụng của phá quân quan trọng hơn thất sát, tham lang nhiều. Nếu không vậy thì, sau khi ma đạo tổ sư lập nên ma đạo cũng không đến thành thải vân thỉnh phá quân hộ pháp thiên tôn của năm đó giúp ông ấy đi đánh Giang Sơn rồi. Không có quân uy sát phạt của phá quân, chỉ dựa vào bản thân của ma đạo tổ sư vốn dĩ không có khả năng khiến ma đạo phất lên về sau được. Quyết chiến giữa hai quân không phải việc đấu pháp luận đạo, trừ khi đã đạt được đến cảnh giới thiên tôn, như chiến cục của hiện tại thì không thể chỉ dựa vào lực chiến của một cá nhân mà xoay chuyển càn khôn được sự việc ma đạo nhận thua tại sơn hải quan không chỉ nhanh chóng truyền khắp giới tu hành mà còn kinh động cả cao tầng của nhân tộc trường khoa khoa linh dị đến thăm hỏi ý định khi đến của ông ấy là rất rõ ràng một là đến tế bái những linh hồn anh dũng chiến tử của ma đạo gửi cho ma đạo một lượng lớn vật liệu pháp khí và các vật tư khác xem như an ủi hai là muốn xác nhận xem khi nào ma đạo sẽ điều quân ra bắc sau khi biết ma đạo hiện tại có kế hoạch tiến lên phía bắc hoàng hiểu huy im lặng một lúc rồi lấy ra một hồ sơ tuyệt mật của khoa linh dị Hồ sơ này ghi chép về Âm Sơn Phá Mạch và Quỷ Vương Tông, Quỷ Tu Môn, Ma Dục Tông, vân vân. Các tà đạo tàn hại nhân tộc và các hành vi xấu xa phản nhân loại. Thông qua hình thức tẩy não mà thu nạp tín đồ, thu tiền bất hợp pháp, giết người đoạt hồn, lấy máu, lấy âm bổ dương, tội ác ghê tởm, nhiều không kể xiết. Trong một bức ảnh, tôi thấy một nhóm đồng nữ chạc khoảng 8, 9 tuổi, theo cha mẹ đến Âm Sơn. Đồng nữ không hề gì, nhưng cha mẹ của họ thì trông đờ đẫn trong mắt họ không có bất kỳ biểu cảm nào. Người của quỷ tu môn giỏi thao túng thần hồn, tuy họ không muốn như quỷ vương tông cướp đoạt đồng nữ một cách trắng trợn, nhưng lại càng ác độc hơn cả bọn kia. Khống chế thần hồn của cha mẹ đồng nữ, rồi khiến bọn họ tự mình đưa đồng nữ đến âm sơn, cứ như vậy cho dù bị nhân tộc phát hiện đi nữa, cũng không có cách nào ngăn cản. chương 386, Long Khí Trường Thành 2 Kết cục của các đồng nữ ấy cực kỳ bi thảm, Lang Xuyên Quân và đệ tử của hắn xem đồng nữ như lô đỉnh tập hợp âm nguyên, cưỡng bước đến chết, sau khi chết còn bị đem luyện thành âm linh quỷ như oán niệm sung thiên, đến chết cũng không thể giải thoát. Ngoài các đồng nữ ra, những người bình thường cũng trở thành con mồi cho âm sơn pháp mạch dùng để tu hành, bị bọn chúng săn lùng một cách bừa bãi. Tinh nguyên, huyết khí, thậm chí cả da người, hài cốt cũng đều trở thành nguyên liệu cho pháp khí của bọn chúng, thậm chí thần hồn của họ cũng bị ngũ quỷ hộ pháp mà bọn chúng nuôi dưỡng xem như thức ăn, còn với những nữ tử xinh đẹp, cũng giống như diếm quỷ bị đưa đến cung ma dục, huấn luyện thành dục nô, cho kẻ sống hoặc người chết của âm sơn pháp mạch hưởng dụng. Trước khi đại nạn nhân gian bắt đầu, âm sơn pháp mạch tuy rằng gây hại cho nhân gian, một số tà đạo như quỷ vương tông, quỷ tu môn vẫn chỉ là âm thầm hành sự. Nhân lúc bây giờ nhân gian đại nạn, đã ngang nhiên hành động rồi. Chúng nhận định rằng nhân, tiên hai đạo còn bận đánh nhau, không thể ồ ạt xuất binh với âm sơn pháp mạch, mà ma đạo bây giờ vẫn chưa thật sự quật khởi, nên không có gì phải lo lắng sau khi cổ ma bị tiêu diệt trong thập vạn đại sơn tiên đạo đã chuyển rời gốc rễ của đại nạn thành âm sơn sau khi đọc xong hồ sơ của khoa linh dị lòng tôi trong thời gian dài không thể bình tĩnh lại được những ánh mắt tuyệt vọng những biểu cảm tê liệt những câu thần chú bong chóc ra người những hồ máu nơi người sống bị nô dịch biến thành những xác chết biết đi còn có những nữ tử nhân tộc bị làm nhục đến chết độc của âm sơn còn hơn cả thập vạn đại sơn của nam cương mà bây giờ bề nổi của âm sơn chỉ mới xuất hiện mỗi lang xuyên quân mà thôi, nếu đợi đến khi thập nhị sát của âm sơn cùng nhau xuất thế gây họa, thì những thiệt hại gây ra cho nhân tộc không thể tính toán hết được. E rằng cả Hoàng Hà và Bắc Đô cũng khó mà thoát khỏi sự tàn sát của âm sơn pháp mạch. Ma đạo dùng núi Trường Bạch làm bình phong tự nhiên có thể chấn thủ ba tỉnh ở quan ngoại, nhưng phần lớn phía bắc từ Hoàng Hà đổ về phương bắc đến âm sơn, ai sẽ bảo vệ hàng trăm vạn người đây? Ngay khi quy khư xuất thế, tinh nhuệ của nhân đạo và tiên đạo cũng đều đổ về Đông Hải. Nhân tộc vô vi mà trị, tiên đạo lại tôn ti cao thấp, so với cơ duyên trong quy khư, sự sống chết, phúc hỏa của chúng sinh không thể lọt vào mắt bọn họ, càng không thể chạm đến lòng từ bi của bọn họ. Mà đạo một ngày không xuất binh, không biết sẽ có bao nhiêu nhân tộc bị âm sơn pháp mạch hại chết nữa. Ánh mắt Hoàng Hiểu Huy Ánh lên tia sáng nhìn tôi nói. Trường Khoa Hoàng, ta hiểu ý ông, nỗi nhục ở Sơn Hải Quan, Tạ Lan sẽ luôn khắc ghi trong lòng. Không phải ma đạo không muốn xuất chiến, mà là tướng quân phá quân bị vây khốn trong thành chết oan, không có binh để dùng. Tôi thở dài một hơi rồi nói, được rồi, chỉ mong lâm tướng quân sát phạt vô song của ma đạo sớm ngày trở về, sớm ngày chảm trừ hỏa căn âm sơn pháp mạch. Âm sơn pháp mạch không giống với giã tiên, ông thân là trưởng khoa khoa linh dị chắc cũng biết rõ thực lực của bọn họ, trận này quả thực không dễ dàng gì. Lời này của tôi nói ra là có ý, nhân tộc của hiện tại không còn là con cửu yếu đuối dễ bắt nạt năm đó khi vạn tộc tranh bá nữa, nhân tộc cũng có chiến lược của riêng mình, thậm chí chỉ cần thời đại mạt Pháp không kết thúc, nhân tộc còn có thể trấn áp toàn bộ đạo môn. Trận chiến âm sơn chỉ mỗi ma đạo ra tay, chắc chắn tử thương vô cùng nghiêm trọng, cũng cần nhân tộc ra sức giúp đỡ mới được. Thời đại mạt Pháp không kết thúc, binh lực nhân tộc không thể tham gia vào chuyện của quỷ thần, muốn bọn họ xuất binh là không thể nào làm được, nhưng vạn lý trường thành này miên man vô tận có thể so với long khí chín đại long mạch của nhân gian thế nào cũng phải chia sẻ cho ma đạo tôi một phần tôi yêu cầu long khí là vì ngạo phong sau khi long mạch ở núi trường bạch bị chém đứt thì thực lực của ngạo phong không thể tăng lên chút ít nào mà hiện giờ những thương tích cậu ấy đang chịu lại cần lượng lớn long khí để hồi phục vạn lý trường thành đem lại cho cậu ấy cũng chỉ là giúp cậu ấy chữa lành vết thương chứ không thể khôi phục sức chiến đấu của cậu ấy được tôi biết trận chiến này rất khó khăn cho nên chỉ cần ma đạo tổ sư có thỉnh cầu gì nhân tộc chúng tôi nhất định sẽ hỗ trợ nhiều nhất có thể hoàng hiểu huy là con cáo già đương nhiên nghe hiểu ý của tôi rồi vạn lý trường thành trải dài từ đông sang tây luôn là công sự chiến tranh để ngăn chặn dị tộc từ phương bắc đánh vào ta muốn một thành long khí của vạn lý trường thành để giúp ma đạo giành chiến thắng trong trận chiến long khí của trường thành là do lòng dân hóa thành chuyện này tôi cần báo cáo lại với cấp trên trước khi có thể đưa ra quyết định hoàng hiểu huy lộ ra vẻ mặt có chút bị làm khó Trường Khoa Hoàng, thái độ của ta cũng giống với lần trước vậy, dù thành hay không, thì ma đạo cũng sẽ khai chiến với âm sơn. Ý của đạo tổ tôi hiểu, bây giờ tôi sẽ về báo cáo lại vấn đề này. Lần trước, trước khi khai chiến với giã tiên, tôi đề xuất việc lập một tấm bia thất sát ở sơn hải quan, lúc đó nhân tộc đã từ chối. Lần này tôi đề xuất muốn một thành long khí của vạn lý trường thành, nhân tộc cũng có thể từ chối, cho hay không thì ma đạo cũng khai chiến với âm sơn. Tổn thất một thành long khí tuy rất quan trọng, nhưng so với đại nạn phương Bắc thì không là gì. Nhân tâm không phải một ngày là lạnh, lá cây cũng không phải một ngày mà vàng. Nếu như lần này nhân tộc vẫn không có biểu thị gì, một chút cảm giác vinh dự cuối cùng của tạ lan tôi với tư cách là nhân tộc cũng sẽ theo đó mà biến mất. Từ nay nhân tộc trong mắt tôi, so với các loài trong lục đạo cũng không có điểm gì khác biệt. mươi 387, Điều quân lên Bắc một Sự an nguy của A Lê, nỗi nhục sơn hải quan của ma đạo, kiếp nạn của dân chúng từ phía Bắc Trường Thành đến Âm Sơn, những điều này như ba ngọn núi lớn đè ép trong tim tôi vậy. Nếu như Thùy Hỏa không quay về, mà đạo chỉ có thể đánh một trận phòng thủ chứ không thể tiến quân lên Bắc. Quan trọng hơn hết là, tôi còn không thể đến thành chết oan để thăm dò tình hình. Cửu U Nữ Đế đã chảm đức nhân quả với ma đạo, thành chết oan tuy không thuộc sự quản lý của âm ti, nhưng vẫn là vương thổ của cửu U Nữ Đế. Bà ấy có thể nhẫn nhịn cho Thùy Hỏa đến thành chết oan, nhưng tôi thì bà ấy không thể. Cũng giống như chơi cờ tướng vậy, xe, mã, pháo có thể tùy ý công đánh lẫn nhau, nhưng tướng soái thì không được vượt danh giới, nếu vượt danh giới là xem như gian lận phạm quy, như vậy bà ấy chắc chắn sẽ đối phó tôi. Với bản lĩnh của cửu u nữ đế thì bóp chết tôi cũng không khác gì bóp chết một con kiến vậy. Cho dù là không giết tôi, chỉ là nhốt tôi đến khi thời đại mạt pháp kết thúc, thì ma đạo cũng sẽ chẳng còn lại gì. Tôi không thể đến thành chết oan giúp Thùy Hỏa thoát thân, Khương Tuyết Dương cũng không thể rời đi, chỉ còn sót lại mỗi một kiêm hà, mà Kiêm Hà lại mà Nguyễn Ma chi thể, càng không thể tách rời khỏi sự bảo vệ của Ma đạo, chỉ có thể sống nhờ dưới thể chế của Ma đạo. Không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi. Cậu cũng không cần quá lo lắng cho Thùy Hỏa, cô ấy được Phong Thần thành công có thần vị tử thần, Âm Ty đang có nạn huyết hải phù đồ, quỷ đế không ra tay, ai dám ngăn cản cô ấy. Khương Tuyết Dương an ủi tôi nói, Âm Ty không chỉ có ngũ phương quỷ đế, mà còn có ba vị lục đạo dám sát xử bọn họ cũng như mạnh bà vậy, không nằm trong kiếp nạn này. Tôi đáp, lục đạo ở đây chỉ thần tiên đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, tinh quái đạo và yêu xúc đạo, sáu đạo này ban đầu đều nằm trong luân hồi. Trong đó, thần tiên đạo chỉ người tu hành, sau khi đạo môn hưng thịnh, giám sát sử của thần tiên đạo coi quản người tu hành luân hồi bị tổ sư của nhân, tiên hai đạo hợp lực trảm sát nên từ đó về sau mới không nhập luân hồi nữa. Sau này trận chiến phong thần nổ ra, giám sát sử hai đạo coi quản tinh quái, yêu xúc cùng tham chiến và đều mất trong tay của ma đạo, từ đó âm ti chỉ còn lại mỗi giám sát xử của ba đạo gồm nhân gian đạo, ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo đảm nhận nhiệm vụ. Dường như lực chiến của lục đạo giám sát xử không xếp dưới quỷ đế, người nào cũng là trí cường thiên tôn, chỉ thính điều bất thính tuyên. Tức là nghe theo điều động nhưng không phục tùng theo mệnh lệch, vẫn giữ cái tôi, ý kiến cá nhân. Lục đạo giám sát xử coi quản lục đạo luân hồi, cũng giống với mạnh bà vậy, sẽ không tự ý mà rời khỏi vị trí, trừ khi âm ti ngay đến cả ba đạo còn lại này cũng không muốn nữa. Tôi suy đi nghĩ lại, trong thời khắc này người làm khó thủy họa, cũng chỉ là người ở trong 18 tầng địa ngục mà thôi. Khương Tuyết Dương nói, người nào trong 18 địa ngục cơ? Tôi hỏi, tiền nhiệm của tứ phương quỷ đế Vương chân Nhân, Vương Phương Bình. Vị vương chân nhân này là vì chuyện năm đó phá quân hộ pháp thiên tôn vác đao xuống âm ti mới mất đi chức vị, đối với phá quân căm ghét vô cùng. Ông ta nếu ra khỏi ngục, tất sẽ cùng thùy họa không chết không thôi. Ý của cô là âm ti đã thả vương chân nhân ra rồi sao? Tôi hỏi, Thùy Hỏa Phong Thần là nỗi ô nhục của âm ti, giờ đây âm ti bắt tay với âm sơn chuyện xấu nào cũng xuống tay được, thả ra một vương chân nhân thì cũng có khó khăn gì. Khương Tuyết Dương nói, vương chân nhân thuộc Bậc Thiên Tôn, Thùy Hỏa chắc chắn không phải đối thủ của ông ta. Sớm đã không phải nữa rồi, ở dưới địa ngục chuộc tội 3.000 năm, đạo thể Thiên Tôn cũng không thể chịu nổi. Tuy ông ta không còn là Thiên Tôn, nhưng chiến lực của ông ta vẫn không dưới Thùy Hỏa. Vậy bây giờ há chẳng phải Thùy Hỏa đang rất nguy hiểm sao? Vậy thì phải xem âm ti dám trả giá bao nhiêu rồi, tử thân mà tức giận, thành chết oan sẽ bị phá, đối với âm ti mà nói thì đây lại là một hiểm họa nữa. Trong thành chết oan thu nhận đều là lệ quỷ, oan hồn hoặc linh hồn tinh quái, nếu thành chết oan vỡ trận, tất cả bọn họ sẽ xông hết ra ngoài, đối với âm ti đang trải qua nạn huyết hải phù đồ mà nói thì đây chẳng khác gì đã nghèo còn gặp cái eo. Tôi và Khương Tuyết Dương đang nói đến đây, một cỗ khí thức trong sự lạnh lẽo mang theo sát ý đột nhiên tràn vào uy viễn đường tiếp đó là Thùy Hỏa và Bạch Hà Sầu lần lượt hiện thân. Bạch Hà Sầu một thân bê bết máu bộ dạng thê thảm vô cùng, Thùy Hỏa tuy không nhìn ra được thương tích, nhưng trong đôi mắt trông như lạnh lẽo của cô ấy lộ chút mệt mỏi khó giấu. Sau khi ngồi xuống một chữ cũng không nói, chỉ có Bạch Hà Sầu kể lại chuyến đi đến thành chết oan mà thôi. Chương 388, điều quân lên Bắc Hai. Sau khi nghe xong tôi mới hiểu ra, khó khăn lớn nhất của Thủy Hỏa ở thành chết oan không chỉ mỗi vương chân nhân, còn có vô số ác quỷ âm sát hung hãn tàn bạo có từ cả ngàn năm trước trong thành chết oan nữa, bọn chúng mưu toan thần vị của Thùy Họa, muốn tước đoạt thần cách của cô ấy. Ban đầu Thùy Họa chiến đấu một mình, chỉ dựa vào thanh đao trấn yêu trong tay mà đại sát tứ phương trong thành chết oan. Chiến đấu đến sau đó, cơ hồ như toàn bộ âm sát hung ma của thành chết oan đều tham chiến toàn bộ, mà Thùy Họa cũng dùng đến Long Hồn Hạo Kỳ, phóng thích ra 40.000 vong hồn. Tỏa ra quân uy phá quân, quét sạch thành chết oan. Đệ tử Niết Bàn Ma Đạo, vào thời khắc cô ấy tỏa ra quân uy, cuối cùng cũng định thần trở lại, nhao nhao tham gia vào cuộc chiến. Trận này giết đến thành chết oan oán khí xung thiên, quỷ khóc thần gào, âm sát hung ma giết không hết được, nhưng đệ tử niết bàn ma đạo người nào cũng dũng cảm không sợ chết. Vào lúc hai bên đang rơi vào bế tắc, Thùy Họa nhân danh tử thần thu thập âm khí bốn phương của thành chết oan, âm cực sinh sát, một đao chảm diệt huyền quan của thủ lĩnh âm sát hung ma Diêm Phù chân Quân. Diêm Phù chân Quân chết đi, âm sát hung ma mới lui binh. Một làn sóng qua đi lại thêm một làn sóng mới đến, Vương chân Nhân xuất ngục, giữa Thủy Hỏa và ông ta lại là một trận ác chiến. Cuối cùng, Thủy Hỏa đe dọa sẽ phá hủy thần cách để hủy diệt cả thành chết oan, Vương chân Nhân mới chịu rời đi. Một trận biến cố này, nhân gian không có động thái gì cả. Chúng tôi chỉ đoán được rằng Thủy Hỏa gặp nạn ở thành chết oan, mà không ngờ đến cô ấy từ lúc xuống âm ty cũng đã rơi vào cuộc chiến đầy cam gâu, đến bây giờ thì đã chiến đấu hết 7 ngày 7 đêm. Thấy vậy, tôi và khương tuyết dương cũng không nỡ nói về nỗi nhục sơn hải quan cho cô ấy nghe chuyện ở sơn hải quan tôi đã biết rồi thùy họa nói em làm sao biết được vậy tôi hỏi đừng quên rằng em hiện tại là tử thần bọn họ đều là binh lính dưới trướng cho dù em đang ở thành chết oan nhưng vẫn cảm nhận được tin tức chết đi của bọn họ thùy họa nói xong rời khỏi uy viễn đường trở về phòng tôi muốn giúp cô ấy cởi bộ trọng giáp hắc kim đầu lâu nặng nề của cô ấy ra không cần em nằm nghỉ một lát là được Thùy Họa từ chối, cô ấy thực sự là mệt rồi, sau khi tháo long hồn hạo kỳ ra, lên giường nằm liền chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, thì là tử thần thờ ơ không chút cảm xúc, nhưng lúc ngủ lại mong manh đến mức khiến người khác đau lòng. Huyết chiến 7 ngày 7 đêm, ngay đến đạo thể thiên tôn cũng khó mà chống chịu được, cũng không biết cô ấy đã vượt qua như thế nào nữa. Tôi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngủ cho cô ấy, bắt đầu tập trung ngồi thiền, chuẩn bị tiếp tục tu hành kiếm đạo. Ngay lúc này tôi nghe được Thùy Họa dùng chất giọng ngái ngủ của mình mà nói, tướng phá quân cũng được, tử thần cũng được, em đều nhớ kỹ thân phận của bản thân mình, hứa cho anh sự dịu dàng cũng sẽ không thiếu anh nửa phần. Nghe rồi tôi ngây ngốc một lúc, tiếp đó trong lòng tôi dâng lên sự dịu dàng vô tận. Cả đêm không nói được lời nào, ngày hôm sau, mà đạo xuất binh bắc phạt. Tôi để Lưu Phong Sương chỉ huy 2.000 chiến sĩ thanh yêu hồ tộc ở lại Sơn Hải Quan, thứ nhất là để chấn thủ quan ngoại, thứ hai là để bảo vệ ngạo phong. Khương Tuyết Dương cũng lập một trận pháp đông phong vạn vật sinh trưởng sinh tức cho Ngạo Phong, giúp cậu ấy lấy lại sinh cơ. Còn lại tất cả đệ tử ma đạo cũng đều tham chiến hết cả. Thùy Họa từ thành chết oan đem ra hơn 50.000 đệ tử niết bàn ma đạo, lúc này dưới trướng cô ấy đã có hơn 100.000 vong hồn, đều thu lại vào trong bốn tòa huyền quan của long hồn hạo kỳ. Bốn lá hạo kỳ phong, lâm, hỏa, sơn này, trong một quãng thời gian dài đều là trung tâm chiến lực mạnh nhất của ma đạo tôi. Cho đến khi Lưu Phong Sương trở thành đệ nhất đại yêu dưới trướng của thiên tôn, hợp nhất yêu tộc trong thiên hạ, sau khi thu nạp giã tiên, sơn tinh, giã quái, ma đạo mới có lực lượng quân đoàn mạnh thứ hai, đại quân yêu tộc. Sau đó nữa, A Lê từ tuyết vực bí cảnh đem theo cả bộ tộc Đông Di, ma đạo với có lực lượng quân đoàn thứ ba, lập ra Nguyệt Thần Chi Tiến. Sự ra đời của Nguyệt Thần Chi Tiến khiến ma đạo lần nữa có thêm sức mạnh để đối đầu với nhân, tiên hai đạo. Nhưng hết thảy đều là chuyện rất lâu, rất lâu về sau, mà đạo hiện giờ ngay cả đảo Kim Ngao cũng còn chưa nổi lên mặt nước lại. Thời đại mạt Pháp chưa kết thúc, mà đạo tất nhiên không thể hành quân quy mô lớn đi qua nội địa của nhân tộc được, một mạch vượt núi băng rừng, mất hết công sức của hai ngày, mới vượt núi Yến đến địa vực Hoa Hạ, Bắc Cương. Trong quá khứ, nhiều người du mục tụ tập thành làng ở khu vực này, còn có thành trấn được thành lập từ những người khai thác khoáng sản, theo cùng với sự gia tăng của thảm họa ở nhân gian, con cháu của nhân tộc đều đã di tản dần ra, không còn thấy được sức sống ngày nào nữa. Đằng sau những cuộc di tản đột ngột của bọn họ, thứ để lại chỉ còn là xương trắng khắp nơi, cùng với oán khí sung thiên. Âm Sơn chạy ngang qua phần trung tâm của khu tự trị nội mông, bắt đầu từ núi Hoa Sơn ở phía đông tỉnh Hà Bắc, phía tây kết thúc tại Lang Sơn ở giữa ba ngạn náo nhĩ, nội mông, hai bờ đông tây kéo dài 2.000 dặm. Từ cổ trí kim, Âm Sơn luôn là địa điểm chiến tranh trong lịch sử hoa hạ, chiến sự liên miên. Ba ngày sau, đại quân ma đạo từ Sơn Hải quan một mạch đi về hướng Tây, vượt núi băng rừng cuối cùng cũng đến bên ngoài ngọc môn quan nơi đối đầu với âm sơn, ổn định dựng trại. chương 389, Quỷ Tiến Phùng Mông 1 Tần thời Minh Nguyệt Hán thời quan, vạn lý trường thành nhân vị hoàn. Đãn sử long thành phi tướng tại, bất giao hồ mã độ âm san. Dịch nghĩa, vẫn là trang sáng thời tần, quan ải thời Hán, người suốt trinh nghìn dặm chưa trở về. Nếu có vị phi tướng tại Long Thành, thì ngựa hồ sẽ không qua núi Âm Sơn. Xuất tái kỳ vương xương Linh, Quan ải trong bài thơ đường này đề cập, chính là ngọc môn quan dưới chân tôi. Chỉ là âm sơn thì không giống nhau, âm sơn trong bài thơ đề cập đến âm sơn của ngũ hồ loạn hoa, còn âm sơn hôm nay chỉ âm sơn pháp mạch. Ngũ hồ loạn hoa cũng chỉ là nội chiến của nhân tộc, nhưng âm sơn pháp mạch thì thực sự là kẻ thù truyền kiếp của nhân tộc. Khi âm sơn lão tổ lánh đời còn trước cả trận chiến phong thần, tôi nghĩ chắc ông ta cũng không thể ngờ rằng âm sơn pháp mạch mà mình tạo dựng hôm nay lại trở thành kiếp nạn của nhân gian. Âm Sơn lão tổ kinh tài diễm tuyệt, có thể sánh với ma đạo tổ sư, 3.000 năm sau ma đạo vẫn là ma đạo lúc ban đầu, Âm Sơn thì đã không còn là Âm Sơn lúc đó nữa. Đứng tại đầu thành của Ngọc Môn Quan, Khương Tuyết Dương cảm khái nói. Âm Sơn lão tổ trước khi bế quan đã có dấu hiệu nhập ma, ông ta có thể tự kiềm chế, sau này đệ tử lần lượt tổ hỏa nhập ma, đến cuối cùng dẫn dắt toàn bộ Âm Sơn pháp mạch đi vào con đường tà đạo. Thùy Họa nói, tiếp sau đó, Khương Tuyết Dương kể cho chúng tướng sĩ Ma Đạo nghe về lai lịch của âm Sơn Thập Nhị Sát và chiến lược cấu thành hiện tại của âm Sơn Pháp Mạch. Cái gọi là âm Sơn Thập Nhị Sát chính là 12 đồ đệ kiệt xuất nhất của âm Sơn Lão Tổ. Bọn chúng người thì lánh đời, người thì chết chứ không phải tất cả đều còn sống ở nhân gian như tôi nghĩ trước đây vậy. Khương Tuyết Dương nói, trong đạo tàng không tư liệu chi tiết, hoàn chỉnh về âm Sơn Thập Nhị Sát, chỉ ghi chép lại vài người mà thôi. Trong lịch sử mỗi một người được tôn thành âm Sơn Sát Quân, cũng đều từng ở nhân gian gây ra gió tanh mưa máu, đại nạn cho chúng sinh. Xếp thứ ba trong âm sơn thập nhị sát là cuồng ma giết người Hoàng Kiêu, có tiếng là giết sạch 8 triệu chúng sinh, Hoàng Cân Quân dưới trướng giết người số lượng còn hơn cả sát thần Bạch Khởi. Cuối cùng thì khơi dậy sự truy sát của nhân đạo, đã diệt trừ Hoàng Cân Quân của Hoàng Kiêu, Hoàng Cân Quân tuy bị tiêu diệt nhưng tung tích của Hoàng Kiêu trở thành một dấu chấm hỏi của đạo môn. Có người bảo kẻ này đã bị hậu nhân của Lý Thuần phong bố cục trảm sát ở núi Ngũ Đài, cũng có người nói sau khi ông ta chết thì thần hồn đã quay trở về âm sơn. Xếp thứ tư trong âm sơn thập nhị sát là Bạch Liên Quỷ Thánh, vào cuối thời nguyên sáng lập nên Bạch Liên Quỷ Giáo, kể từ đó, ông ta ngấm ngầm truyền đạo trong dân chúng, giết người để kiếm tiền, lấy dương bổ âm, không biết đã làm hại biết bao nhiêu bách tính của nhân tộc. Vị Bạch Liên Quỷ Thánh này chắc chắn đã chết rồi, người giết ông ta chính là bậc thầy trong đạo môn Lưu Bá Ôn. Bạch Liên Quỷ Thánh chết rồi, nhưng Bạch Liên Quỷ Giáo vẫn chưa tiêu vong, mãi cho đến sau khi kiến quốc, nhân tộc khí số tăng vọt mới triệt để xóa sổ bạch liên quỷ giáo vị thứ năm tên là hồ vĩ đạo tôn tương truyền rằng ông ta từng cứu mạng một con bạch hồ bạch hồ vì để báo ân mà đã tự cắt đuôi hồ để tặng hồ vĩ đạo tôn là người tham tiền nhất tích trữ tiền bạc bừa bãi ở giang chiết phú khả địch quốc hồ vĩ đạo tôn vẫn chưa chết ông ta đang ẩn náu ở âm sơn cùng với lượng lớn của cải vật liệu dùng cho pháp khí âm sơn pháp mạch bao năm qua đều do kẻ này hỗ trợ Nạn kiếp mà các kẻ kể trên gây ra cho nhân tộc so với vị xếp thứ sáu là Thái Bình yêu đạo, Hồng Lâm chẳng đáng là bao, Hồng Lâm mới thực sự là đại địch của nhân tộc. Kẻ này trong cuối triều thanh đã gây ra nội chiến cho nhân tộc, Thái Bình yêu đạo chém giết đến máu nhuộm đỏ cả một vùng, hoang tàn cùng cực, trực tiếp khiến nhân khẩu của nhân tộc giảm đi một phần tư. Ngay cả các cao thủ không quan tâm thế sự của tiên đạo cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, cử ba vị nửa bước thiên tôn mạnh nhất lúc bấy giờ của tiên đạo nhập thế, tiêu diệt Hồng Lâm gần miếu phu tử, Nam Kinh sát quân xếp thứ bảy và thứ 8 trong âm sơn thập nhị sát không thấy ghi chép trong đạo tàng, dân gian cũng không thấy có lưu danh, có lẽ vẫn luôn một mực bế quan trong âm sơn. Xếp hạng tiếp sau đó là thủ lĩnh hiện tại của âm sơn lang xuyên quân, ba kẻ xếp sau lang xuyên quân đều làm lính lác cho cho ông ta cả. Chúng đã xuất thế từ những ngày đầu tiên kiếp nạn của nhân tộc, làm lừa thay lang xuyên quân đảm nhận quản lý ba thế lực tà ác dưới trướng bao gồm quỷ vương tông, quỷ tu môn, ma dục cung vị sát quân quản lý quỷ vương tông tên là huyết y quỷ vương cùng một ruột nham hiểm xảo trá như lang xuyên quân thực lực cũng khó phân nặng nhẹ quỷ vương tông sau khi đổi ông ta làm chủ thì hành động lại càng liều lĩnh vô nhân tính hơn âm sơn huyết chỉ chính là do người của huyết y đạo nhân tạo ra huyết thú cũng là do ông ta nuôi dưỡng đầu tiên ngoài ra có rất nhiều tà thuật cấm kỵ như luyện chế huyết sát bạch cốt sát hoạt nhân dưỡng quỷ bồi dưỡng ngũ quỷ hộ pháp huấn luyện quỷ binh vân vân đều do quỷ vương tông đứng sau thao túng. chương 390, quỷ tiến phùng mông 2. Quỷ vương tông là nguồn chiến lược lớn nhất của lang xuyên quân, dưới trướng có 200.000 giáo chúng, 300.000 hộ pháp quỷ quân, và hàng chục ngàn huyết thú. Quỷ tu môn chính là môn phái giỏi thao túng thần hồn đã đề cập trước đó, biến người sống thành xác sống để nô dịch. Môn chủ quỷ tu môn được gọi là câu hồn chân quân, có thể lập trận ngũ quỷ đoạt hồn, đến thần hồn của nửa bước thiên tôn cũng khó mà thoát khỏi tay ông ta, trong trận sơn hải quan a lê chính là chúng trận quỷ thần nguyễn do câu hồn chân quân liên hợp với can diện la sát bố trí thần hồn bị thương tổn nên mới bị dẫn đi âm sơn khiến người khác hận nhất là ma dục cung tất cả dục nô của âm sơn pháp mạch bất luận là diễm quỷ hay diễm nữ đều từ sự huấn luyện của ma dục cung mà ra quản lý ma dục cung chính là nữ sát quân duy nhất trong âm sơn thập nhị sát tên là lạc thủy tiên tử người này giỏi thao túng tình dục bất luận nữ tử trinh liệt rơi vào tay ả à trong chớp mắt đều có thể biến thành dâm phụ vô liêm sỉ. Ma dục cung ngoài việc cung cấp dục nô cho đệ tử âm sơn pháp mạch hưởng dụng, còn có cho riêng mình binh chủng đặc thù, trận lục dục mê ly phương hồn, điên đảo chúng sinh, mê hoặc tâm trí người khác. Âm sơn pháp mạch ngoại trừ ba loại tà môn ngoại đạo này, còn có vô số tà môn ngoại đạo vừa và nhỏ khác phụ thuộc vào nó, bao gồm cả những ẩn thế tông môn mà tôi tiêu diệt ở thiên trì, cũng đều âm thầm đi về âm sơn cả, tổng số cũng có hơn 100 ngàn. Còn có những tàn dư sát nghiệp nặng nề của giã tiên, ngoài trừ phần được liễu như thì đưa đến côn lôn, phần còn lại đều gia nhập âm sơn pháp mạch, cải mệnh thành quỷ yêu, chịu sự bảo hộ của lang xuyên quân. Trừ những quân lực chịu sự chỉ huy trực tiếp của lang xuyên quân được kể trên, âm sơn vẫn còn có hơn 100.000 đệ tử đích hệ. Những người tuy không hoàn toàn là môn hạ của lang xuyên quân, nhưng một khi ma đạo và âm sơn pháp mạch giao chiến, chúng cũng sẽ coi ma đạo là kẻ thù không đội trời chung. Sau khi nghe Khương Tuyết Dương giới thiệu qua, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng tôi cũng không khỏi mà há hốc mồm. Thảo nào mộ dung nguyên duệ trước đó bảo rằng chút ít người của ma đạo còn không đủ để âm sơn pháp mạch nhét kẽ răng nữa, chiến lực của âm sơn pháp mạch hiện tại đủ mạnh để cạnh tranh với nhân, tiên hai đạo, với tổng lực lượng dao động trong khoảng một triệu. Không còn cách nào khác, từ cổ loạn thế xuất tà đạo, hiện nhân gian đang gặp kiếp nạn, tốc độ bành trướng của đội quân tà đạo vượt xa những gì các giáo phái đạo môn chính thống trên thiên hạ có thể đuổi kịp. Hơn nữa âm sơn pháp mạch còn được mệnh danh là đạo thứ tư của nhân gian, cũng không tham gia chinh phạt trong trận chiến phong thần, tiềm lực lại giàu có, không phải ma đạo nghèo kiết xác ngay khi tái xuất có thể đặt lên bàn so sánh cùng được. Có trách thì chỉ trách trong lịch sử đạo môn không có bất kỳ hành động nào, một mực vẫn không xem âm sơn pháp mạch như một khối ung nhọt mà diệt trừ. Giờ đây âm sơn pháp mạch được thiên đạo tiếp tay giúp ứng kiếp xuất thế, ngặt nỗi bây giờ nhân, tiên hai đạo lại đang đi đến Đông Hải. Chỉ nghe Khương Tướng giới thiệu 10 người sau cùng trong âm sơn thập nhị sát, sao lại không thấy đề cập đến hai vị đầu tiên vậy? Một người tướng lĩnh âm linh dưới trướng bạch hà sầu hỏi. Người đứng đầu trong âm sơn thập nhị sát không ai biết tên, thậm chí đạo tàng cũng từng nghi ngờ rằng liệu tên này có thực sự tồn tại không, trận chiến này cũng không chắc sẽ hiện thân. Nếu mà hắn xuất thế, mà đạo hy vong thắng rất mong manh, lực chiến người này vô hạn gần bằng thiên tôn. Khương Tuyết Dương nói, vậy còn nhị sát là ai? Tôi hỏi nhị sát này có liên quan đến a lê khương tuyết dương nói a lê ừ người này có tên quỷ tiễn phùng mông là con cháu bộ tộc phùng mông được âm sơn lão tổ từ một huyền quan thời hồng hoang nào đó đem đến nhân gian tôi nghi ngờ lang xuyên quân đột kích sơn hải quan và bắt a lê đi là để hiến dâng cho ông ấy hoặc nhận sự chỉ đạo từ ông ấy nghe khương tuyết dương nói như thế đã khiến tôi đột nhiên nhớ ra lai lịch của tộc phùng mông rồi theo thần thoại dân gian mà nói tổ tiên của tộc phùng mông phùng mông là hậu duệ của hậu nghệ và còn học được chân truyền từ hậu nghệ. Sau đó, tiến của thầy và trò bắn cũng gần xuất sắc như nhau, người trong thiên hạ mỗi khi nhắc đến tiến thuật cũng đều thích đem cặp thầy trò này ra để bàn luận cả. Phùng mông lòng dạ hẹp hòi và tính đố kỵ cao, không vui vì có một người thầy bản lĩnh tài giỏi hơn áp chế mình mà muốn một mình độc bá tiến đàm. Ông ta một mực muốn hãm hại hậu nghệ, khổ nỗi không có cơ hội ra tay. Cho đến một lần, hậu nghệ một mình ra ngoài săn bắn, phùng mông ẩn nấp trong rừng bắn hậu nghệ bằng ám tiễn. Mười mũi tên liên tiếp, hậu nghệ không chết. Lúc đó, các mũi tên của hậu nghệ đều đã sử dụng hết, nhưng phùng môn vẫn còn một mũi tên. Không ngờ mũi tên này ông ta bắn ra lại được hậu nghệ mở miệng cắn lấy, phùng môn sợ tái cả mặt, quỳ xuống van xin tha mạng. Hậu nghệ phút chốc mềm lòng và tha thứ cho Phùng Mông, nhưng Phùng Mông lại không biết hối cải. Trong một lần đi săn, Phùng Mông đã lợi dụng sự sơ suất của hậu nghệ mà dùng gậy đánh chết ân sư của mình. chương 391, Anh Hùng ngày trước một. Thái cổ Nguyệt Ma là một vị thần rất phức tạp, bà ấy sinh ra ở thái cổ thần giới, nhưng lại có thể chiếu sáng thái cổ ma giới. Khi bà ấy chỉ chiếu dọi thái cổ ma giới, người ta gọi đó là Nguyệt Tri Âm diện tức là vùng tối của mặt trăng vì vậy, luôn có những tranh cãi xung quanh thần tính của thái cổ Nguyệt Ma. May rằng thời gian Nguyệt Tri Âm diện của bà ấy không nhiều, mỗi tháng chỉ có một ngày, vì vậy mà bà ấy mới có chỗ đứng trong thái cổ thần giới và được tôn là Nguyệt Thần. Nói đến đây, Ngọn nguồn của mâu thuẫn giữa bộ tộc Đông Di và tộc Phùng Mông cũng lộ rõ trước mắt. Trong khi tộc Đông Di được hưởng ánh sáng rực rỡ của Nguyệt Thần thì tộc Phùng Mông lại phải chịu sự ảnh hưởng của Nguyệt Chi Âm Diện. Tộc Đông Di chỉ công nhận thần tính của Thái Cổ Nguyệt Ma, cho nên chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận tộc Phùng Mông. Còn về việc vì sao Quỷ tiến Phùng Mông lại bắt A Lê đi, phải chờ tôi gặp lại A Lê mới có thể tìm ra đáp án chính xác. Hiện tại quân binh của Ma Đạo đã lên tới hơn 12 vạn người trong đó 10 vạn đại quân do Thủy Hỏa thống lĩnh đang được thu vào trong Long Hồn Hạo Kỳ trên lưng cô ấy. Thanh Khâu Hồ tộc giờ chỉ còn lại 4000 quân, do Lưu Phong Vũ chỉ huy, đệ tử âm nhân còn hơn một vạn, do vợ chồng Bạch Hà Sầu chỉ huy. Ngọc Môn Quan là cứ điểm quan trọng của Trường Thành, bị khí số của nhân tộc áp chế, Âm Sơn Pháp Mạch tuy là một mối họa, nhưng chỉ dựa vào đại quân để tấn công vạn lý Trường Thành là chuyện không thể nào, mà đạo dựng trại đóng quân ở Ngọc Môn Quan rất an toàn, chỉnh đốn xong xuôi, trước khi xuất binh tôi bắt đầu điểm tướng, lần điểm tướng này đặc biệt nhắm đến đệ tử Niết Bàn Ma Đạo được đưa ra từ thành chết oan. Ngoài việc điểm tướng, tôi còn phải bái tướng nữa. Quân binh 10 vạn vong hồn, phân thành 4 quân đoàn phong, lâm, hỏa, sơn. Mỗi một đội quân đều có một thủ lĩnh đứng đầu, vì nếu chỉ có một mình thùy hỏa thì sẽ khó mà kiểm soát được hết. Đệ tử Niết Bàn của Ma Đạo đa số đều là người đời sau, tuy nhiên trong đó cũng có một số người là nhân vật đời đầu của Ma Đạo, bọn họ là nguyên lão 3.000 năm của ma đạo. Thậm chí có một số người đã từng theo chân hộ pháp thiên tôn phá quân lúc trước, đi theo chính ma đạo tổ sư. Mặc dù đã 3.000 năm trôi qua, bọn họ vẫn không hề thay đổi sơ tâm, chấp nhận chịu đựng sự hoang vắng lạnh lẽo của thành chết oan, lặng lẽ chờ đợi ngày ma đạo hưng thịnh trở lại. Bây giờ, khi Thùy Hòa tới âm sơn, bọn họ cũng sẽ quay trở lại ma đạo. Khi các đệ tử Niết Bàn ở thành chết oan đang giàn trận, tất cả đệ tử của ma đạo cung kính đứng dậy tôi đứng trên đài bái tướng nhìn vào ánh mắt của họ những con người không biết đã phải chờ đợi bao lâu nay đột nhiên khóe mắt tôi nhòe đi nghiêm túc mà nói niết bàn đệ tử không phải là vong hồn chân chính bọn họ không phải người sống cũng chẳng phải người chết tuy nhiên khi bọn họ phụng danh nghĩa thần chết và bị thùy họa thu phục họ tự nhiên sẽ trở thành vong hồn nếu không cũng sẽ không rời khỏi được thành chết oan nói cách khác từ khoảnh khắc họ bước ra khỏi thành chết oan đồng nghĩa với việc họ sẽ không thể nhập luân hồi và đầu thai chuyển kiếp được nữa nếu sống thì còn có thể thu ma đạo, luyện thành âm thân, nhưng một khi chết sẽ tan biến thành cho bụi ngay lập tức. Hơn nữa, sở dĩ đưa họ ra khỏi thành chết oan là vì cuộc chiến ở âm sơn, tình hình của âm sơn cũng đã được Khương Tuyết Dương chuyển đến tận tai mỗi đệ tử ma đạo rồi, thắng thua khó đoán, sống chết chẳng hay. Tuy vậy tôi không hề nhìn ra một chút nghi hoặc nào từ ánh mắt của họ. Tôi tạ Lan, quê ở thôn Bạch Phụ, sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, vừa không có pháp truyền lục đạo cũng chẳng có công nước to lớn gì nếu không phải có mệnh cách thất sát, tôi có tài cán gì mà đối mặt với họ chứ? Không chỉ mỗi tôi cảm thấy hổ thẹn, đến thủy họa người được phong là tử thần, giây phút đứng trước mặt họ cũng không tránh khỏi có chút căng thẳng, và còn có cả Khương Tuyết Dương nữa. Tuy rằng chúng tôi là ma đạo sát phá lang của thế hệ này, nhưng đều không phải là do ba người ban đầu chuyển thế, mà là những sinh mạng hoàn toàn mới. Tôi là người bất an nhất, trong khi Thùy Hỏa và Tuyết Dương còn có được ký ức của phá quân và tham lang, tôi lại không có gì cả ngoại trừ mệnh cách thất sát người duy nhất giữ được bình tĩnh là bạch hà sầu lão là người có hy vọng trở thành chuyển thân của tả phụ tham quân thiên tôn thứ sáu nhất có được mệnh hồn giống như vậy nhìn qua phía bạch hà sầu tôi phát hiện lão đang tiến về phía hàng ngũ của đệ tử niết bàn nhìn thấy lão đệ tử niết bàn lần lượt tách ra thành một con đường bạch hà sầu cứ tiếp tục đi cho đến khi gặp một người đàn ông mặc đạo bào màu trắng người này mặt mũi khôi ngô ngũ quan sắc nét ánh mắt vừa có vẻ kỳ bí lại vừa lấp lánh bạch hà sầu không hề nói gì chỉ bước lên trước ôm lấy người đàn ông kia, sau đó kéo tay hắn đến trước đội quân. Còn người đàn ông kia vẫn im lặng suốt cả quãng đường, không thể đoán ra cảm xúc của hắn. chương 392, Anh Hùng Ngày Trước hai Sau khi Bạch Hà Sầu đưa người kia lên đài bái tướng, Khương Tuyết Dương bèn hỏi lão, Bạch Tham Quân, đây là ai vậy? Người tự nói hay là để ta? Bạch Hà Sầu không trực tiếp trả lời câu hỏi của Khương Tuyết Dương mà quay qua hỏi người kia. Giờ đã là một phế nhân rồi, có gì mà nói cơ chứ? Người đàn ông áo trắng đáp, được, người không nói thì để ta. Đạo tổ, khương tướng, lâm tướng quân, người này chính là bạch y sát thần của ma đạo chúng ta. Bốn chữ bạch y sát thần vừa nói ra, cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi cũng bắt đầu bay lên phần phật. Tiếp đó một âm thanh vọng ra từ cờ cờ chiêu hồn, bạch y sát thần lâm thanh thủy, quý vị. Bấy lâu nay tôi cứ tưởng cờ chiêu hồn chỉ có thể ghi lại ý chí anh hùng lúc ma đạo tử trận, chưa từng nghĩ rằng lúc đệ tử niết bàn quay về ma đạo một lần nữa, nó cũng sẽ có phản ứng. Tình huống lúc này khiến tôi nhớ đến một câu thơ, thử khứ tuyển đài chiêu cựu bộ. Tinh kỳ thập vạn trảm diêm la, tạm dịch, giờ tôi tới hoàng Tuyền gọi các chiến hữu đã hy sinh. Dẫn 10 vạn anh linh đánh bại quân thù, Trần Nghị Ba Trương Mai Lính. Tôi đã được nghe Khương Tuyết Dương kể về chiến tích của ma đạo sát thần Lâm Thanh Thủy, lúc ông ấy tử trận, thi thể vẫn đứng thẳng tắp trong hàng ngũ, vì vậy mà đại quân của tiên đạo đành phải đi đường vòng. Bản thân tu vi của Lâm Thanh Thủy không quá xuất sắc, có thể trở thành sát thần đều nhờ vào ý chí ngoan cường không chịu thua của ông ấy, có thể nói ông ấy không chết thì ma đạo không diệt. Nhìn người anh hùng ngày trước mà lệ rơi đầy mặt, thời khắc này không chỉ mỗi mình tôi rơi lệ mà gần như tất cả đệ tử của ma đạo đều đỏ hoe đôi mắt. Người anh hùng ngày trước, chịu đựng nỗi cô đơn ở thành chết oan đằng đẵng 3.000 năm, đến ngày ma đạo quay trở lại, ông ấy lại vì ma đạo mà xông pha chiến trường một lần nữa. Lâm Thanh Thủy, bái kiến ma đạo tổ sư, Lâm Thanh Thủy hành lễ với tôi. Lễ này tôi không dám nhận, bèn khom người trước ông ấy. Sau đó, Lâm Thanh Thủy quay người lại, hô lớn với những niết bàn đệ tử ở thành chết oan, những người đã đến nhân gian cùng ông ấy rằng, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. 12 vạn quân đồng thanh hô lớn, thanh âm chấn động trời cao, sĩ khí của ma đạo tăng lên ngút ngàn. Sau đó, Lâm Thanh Thủy được tôi phong làm tướng quân của Tham Hỏa, quản lý đại quân vong hồn trong hỏa tự hạo kỳ của Thủy Hỏa. Sau khi chọn ra Lâm Thanh Thủy, tôi nhờ Bạch Hà Sầu thay tôi chọn tướng. Lão vừa đủ tư cách lại có kinh nghiệm, trừ lão ra, chúng tôi đều không dám đối mặt với những đệ tử niết bàn ma đạo của thành chết oan. Đạo tổ, việc này cậu có tư cách hơn ta. Bạch Hà Sầu nói với tôi, tôi sợ họ không phục. Tôi nói, không có cậu thì không có ma đạo của ngày hôm nay. Nếu ma đạo không có ngày hôm nay thì chúng ta cũng không thể hội ngộ như bây giờ. Nhưng tôi không dám hứa hẹn điều gì cả. Lúc chúng ta rời khỏi hàn hoang, cậu còn nhớ những lời mà lão nhân của thanh khâu hồ tộc đã nói không đệ tử của ma đạo không cần lời hứa cái mà họ cần là giáo lý của ma đạo nghe bạch hà sầu nói vậy trong lòng tôi dâng lên một cỗ hào khí tôi bay lên không trung chém ngang một tảng đá màu đen trên vách đá đối diện với ngọc môn quan tôi dùng kiếm gọt tảng đá thành hình tấm bia sau đó khắc lên trên đó tám chữ quỷ thần minh minh tự tư tự lượng đây là bia thất sát cũng chính là mặt thứ nhất của bia thất sát do chính tay tôi khắc nên Kho kinh đời sau đã dùng hẳn ba trang giấy để miêu tả về mặt bia thất sát này của tôi, rằng tấm bia này là tiền để đưa ma đạo vùng dậy, nó là một đóng góp to lớn đối với ma đạo. Thậm chí có thể nói rằng, chiến thắng của ma đạo ở âm sơn là nhờ vào mặt này của bia thất sát. Sau đó mặt thứ nhất của bia thất sát được nhân tộc đặt trước ngọc môn quan, hợp nhất với vạn lý trường thành. Lúc đó, tôi đặt mặt thứ nhất của bia thất sát trước 12 vạn đại quân ma đạo, hô, ai cảm thấy đủ tư cách làm thống soái hãy bước ra khỏi hàng. Có Lâm Thanh Thủy là tiền lệ, tôi biết rằng trong số những đệ tử Niết bàn này chắc chắn còn có không ít những anh hùng ngày trước hoặc sau này. Lúc đầu mọi người còn im lặng, nhưng sau đó đã có ba người, hai nam một nữ bước ra khỏi hàng ngũ. Người con trai đi cuối cùng tướng mạo vô cùng khôi ngô, cả người toát ra khí chất thư sinh, dáng vẻ tự nhiên phóng khoáng. Người con trai đó vừa bước ra, Khương Tuyết Dương đứng cạnh tôi đã thốt lên một câu, "Cậu là hậu nhân của Hách Liên Thiên Tôn ư?" Bẩm Khương tướng Tôi là đời con cháu của Hách Liên Thiên Tôn, sinh thời đã tử trận ở Tam Miêu Cổ Địa cùng với chú tôi. Khi người đó nói ra bốn chữ Hách Liên Thiên Tôn, đến Thùy Hỏa cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hách Liên Thiên Tôn cả đời không cưới vợ, chỉ có một người cháu trai hầu hạ bên cạnh, sau khi chiến tuyến Miêu Cương được mở ra, cháu trai của ông ấy cũng cùng tham chiến và sau đó tử trận, từ đó dòng dõi Hách Liên cũng tuyệt hậu. Không ngờ rằng người cháu trai của ông ấy lại có được một thân niết bàn, trước giờ vẫn luôn ở trong thành chết oan. Người tên là gì? Thùy Hỏa bước đến trước mặt hắn hỏi, Hách Liên Phong Hậu, chương 393, rời Ngọc Môn Quan 1. Hách Liên Phong Hậu chỉ huy quân đoàn trong lâm tự hạo kỳ. Một nam một nữ còn lại, người nữ là quỷ tiên có thể chất niết bàn, nguyên thân là một ngân hồ. Gọi là quỷ tiên, nghĩa là giã tiên sau khi chết đã đắc đạo, nên hóa thành vong hồn con người. Hồ yêu dịu dàng dễ thương, cho dù đã trở thành quỷ tiên thì vẫn vô cùng xinh đẹp, phong thái yểu điệu thướt tha, chỉ có điều trong vẻ đẹp đó còn có thêm vài phần sát khí. Cô ấy giống như một đóa tường vi đỏ tươi màu máu nở rộ giữa cuộc tàn sát, trùng hợp đây cũng chính là biểu tượng huyết mạch của loài ngân hồ. Đây là loài cáo có lông màu bạc, dưới thiên đạo, hồ ly chia làm bốn chi, thanh khâu, ngân hồ, cửu vĩ và hỏa hồ. Hồ gia tiên ở quan ngoại được thừa kế huyết mạch của cửu vĩ hồ, trong đó còn pha trộn với tộc hỏa hồ thường thấy ở nhân gian, ở hàn hoang là tộc thanh khâu, riêng tộc ngân hồ từ sau cuộc chiến phong thần đã bị nhân đạo diệt tộc. Truyền thuyết kể rằng Ngân Hồ là tộc tàn độc nhất trong hồ tộc, bọn họ khác với thanh khâu hồ tộc được ma đạo tổ sư truyền cho đại đạo, tâm tính cũng giống với loài người. Còn Ngân Hồ vẫn giữ trong mình sự hung hăng ngoan cố của hồ ly, bản năng này của chúng được gọi là sát quá. Sát quá là một thuật ngữ của ngành sinh vật học, lấy việc giết gà làm ví dụ, hoàng bì tử trộm bao nhiêu gà liền giết bấy nhiêu con, nhưng những con hồ ly có bản năng sát quá không giống như vậy, chỉ cần chúng có thể giết được hết thì chúng sẽ không chừa đường sống cho bất kỳ con nào. Sát quá, bản thân từ này vốn đã có vài phần ma tính. Lúc trước khi ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo cũng đã rất đau đầu vì bản năng sát quá của tộc Ngân Hồ, không phải ngài không muốn giáo hóa, mà bởi vì rất khó để loại bỏ hoàn toàn ác tính của sát quá. Cuối cùng, phá quân hộ Pháp Thiên Tôn nói một câu rằng, thiên đạo bất nhân coi vạn vật như cỏ rác, bất sát bất túc dĩ chỉ sát, ma đạo cần sát quá của Ngân Hồ. Từ đó, ma đạo chính thức tiếp nhận tộc Ngân Hồ. Trong cuộc chiến phong thần, Ngân Hồ do lưu phong thiên chỉ huy, Hành vi sát quá vô cùng tàn nhẫn của chúng đã khiến đại quân của Nhân đạo bị tổn thất nghiêm trọng, không biết bao nhiêu đệ tử Nhân đạo đã tử trận dưới vuốt của Ngân Hồ. Nhưng cũng chính vì sát nghiệt quá nặng, nên sau khi trận chiến Phong Thần kết thúc, tộc Ngân Hồ trở thành đối tượng hàng đầu bị Nhân đạo truy quét, toàn tộc bị xóa sổ, đến hồn phách cũng khó mà thoát ra được. Ngân Hồ sống ở Đồ Sơn, Thanh Khâu Hồ tộc ở Thanh Khâu, cả hai nơi cách nhau rất xa, đến lúc Lưu Phong Thiên Tôn đến nơi thì tộc Ngân Hồ đã bị diệt sạch chuyện này đã trở thành nỗi ân hận lớn nhất của lưu phong thiên tôn ở thanh khâu hồ tộc còn lưu lại bút lục của ngài ấy trên đó viết vì sự ích kỷ của ta mà khiến tộc ngân hồ diệt phong sau khi chết không còn mặt mũi nào đối diện với anh em của tộc ngân hồ nữa vì vậy sau khi ngân hồ quỷ tiên bước ra khỏi hàng lưu phong vũ còn bất ngờ hơn cả tôi ngươi là ngân hồ sao lưu phong vũ hỏi ngân hồ bạch vô nhai ngài có phải là thanh khâu hồ tộc không ngân hồ quỷ tiên ngơ ngác nhìn lưu phong vũ hỏi xin nhận một lệ của Lưu Phong Vũ, Lưu Phong Thiên Tôn hổ thẹn với tộc Ngân Hồ. Nói xong Lưu Phong Vũ liền định hành lễ, Bạch Vô Nhai vội đỡ hắn lên, nói, nếu không nhờ đạo tổ truyền pháp, Ngân Hồ nào có tư cách cùng thanh khâu hồ tộc kề vai chiến đấu. Kẻ diệt tộc ta là nhân đạo, Ngân Hồ sống hay chết đều không hề oán trách, lại càng không hận Lưu Phong Thiên Tôn. Bạch Vô Nhai, Ngân Hồ hiện tại còn lại bao nhiêu quỷ tiên? Tôi hỏi, bẩm đạo tổ, cả thành chết loan nay chỉ còn một mình Vô Nhai thôi. Vậy vì sao ngươi không đi đầu thai? Sống làm người của ma đạo, chết làm ma của ma đạo. Cho dù bây giờ chỉ còn lại một mình vô nhai, thì Ngân Hồ vẫn luôn thuộc về ma đạo. Cô ấy vừa nói dứt lời, cờ chiêu hồn trong huyền quan liền truyền tới một câu, đệ tử ma đạo Ngân Hồ quay trở về. Bạch vô nhai trở thành quân dưới trướng của Thùy Họa, chỉ huy quân đoàn của phong tự hạo kỳ. Bốn mặt cờ này đã chọn ra ba vị tướng chỉ huy, chỉ có Sơn tự hạo kỳ là vẫn chưa chọn được ai người đàn ông đứng trước mặt tôi nhìn có vẻ rất thận trọng bất động như một ngọn núi mang phong thái điềm tĩnh của một vị tướng quân người này không phải là niết bàn đệ tử của ma đạo mà chỉ là một vong hồn của người bình thường tuy vậy hồn niệm của ông ấy lại rất mạnh thậm chí mạnh hơn nhiều so với hồn niệm của đệ tử niết bàn ma đạo ông không phải đệ tử niết bàn của ma đạo sao tôi hỏi đạo tổ quả thật tinh tường tôi quả thật không phải là niết bàn đệ tử của ma đạo lúc sinh thời cũng không hề biết đến sự tồn tại của ma đạo vậy vì sao ông lại muốn gia nhập ma đạo lần này ma đạo trương binh là vì trận chiến ở âm sơn trước đây tôi cũng tử trận ở âm sơn chiến hồn không diệt không nhập luân hồi ông tên là gì tôi hỏi chu thế hào tôi cảm thấy cái tên này nghe rất quen hình như đã từng nghe thấy ở đâu rồi nhìn thêm vài lần thì phát hiện ra bên hông ông ta có một thanh trường kiếm của võ đạo tôi giật mình hỏi hắn ông là người của võ đạo tại hạ chính là nam tống đệ nhất kiếm sư chu thế hào đáp lại Chương 394, rời Ngọc Môn Quan 2. Nghe câu trả lời của ông ấy, trong lòng tôi cảm xúc lẫn lộn, không ngờ rằng lại có thể gặp được Nam Tống Kiếm Sư Chu Thế Hào tại đây. Năm đó tôi từng đọc võ đạo kiếm phổ về lịch sử của thất sát kiếm ở Vương Gia, trong đó tên của kiếm thứ năm là Hậu Hội Vô Kỳ, kiếm thứ sáu là Tử Đắc Kỳ Sở đều được đặt tên dựa theo điển cố về cuộc chia ly giữa kiếm sư thời Nam Tống và vợ của ông. Vào thời Nam Tống, Kim Tộc đến xâm lược, kiếm sư Chu Thế Hào phải mang kiếm tổng quân, sau đó tử trận sau cuộc quyết chiến với kim tộc dưới chân âm sơn không ngờ rằng đã ngàn năm qua đi mà tinh thần chiến đấu của ông ấy vẫn còn lưu lại trong thành chết oan không hề bị dập tắt vì sao ông không chịu đi đầu thai tôi hỏi bởi vì không muốn quên đi thê tử của tôi chu thế hào vừa xấu hổ lại thẳng thắn đáp nếu đầu thai chuyển kiếp ông ấy sẽ không thể nhớ được người vợ của mình nữa tuy rằng không biết vợ ông ấy là người như thế nào nhưng người vợ nào có thể nói ra tám từ hậu hội vô kỳ tử đắc kỳ sở cũng sẽ khiến người chồng khó mà quên được. Vì nặng tình nên không muốn quên, hai người họ chắc chắn rất yêu nhau mới có thể như vậy. Đệ tử ma đạo cũng đều là người có tình có nghĩa, chỉ cần nhìn vào tình nghĩa sâu nặng của Chu Thế Hảo đối với vợ của mình, rất giống với tác phong của đệ tử ma đạo. Luận về võ đạo ở nhân gian, ngay cả một kiếm sĩ bậc thầy cũng không phải là đối thủ của đệ tử đạo môn, nhưng Chu Thế Hảo lại hoàn toàn khác. Ông ấy là chiến hồn ngàn năm không diệt, hồn niệm có thể sánh với nguyên thần của đạo môn, lúc còn sống không phải là đối thủ của đệ tử đạo môn, nhưng hiện giờ thân thể đã không còn gánh nặng, sau khi trở thành vong hồn sức mạnh lại càng tăng lên, chắc chắn đủ khả năng để trở thành tướng chỉ huy. Sau khi Chu Thế Hào nhập quân trở thành người chỉ huy vong hồn của Sơn Tự Hạo Kỳ, lễ bái tướng hôm nay cũng coi như hoàn thành. Sức chiến đấu của âm Sơn Pháp Mạch rất mạnh, mà ma đạo hiện giờ cũng không còn là ma đạo trong trận chiến với Giã Tiên nữa. Lưu Phong Vũ sau cuộc chiến với Giã Tiên đã được thăng cấp lên cảnh giới cao nhất của nửa bước, còn Bạch Hà Sầu vốn dĩ lão là người có khả năng trở thành Thiên Tôn thứ sáu của Ma Đạo nhất. kể từ ngày tôi trùng sinh trở về, tu vi của lão cũng ngày càng cao, hiện tại đã là cường giả của cảnh giới nửa bước Thiên Tôn rồi. trừ hai người họ, đa số các chiến sĩ của Thanh Khâu Hồ tộc nay cũng đã nhập hợp đạo, sự tiến bộ của họ còn vượt xa kỳ vọng của tôi. tôi không khỏi cảm thán, lần này Thiên Đạo ban cho cơ duyên quả thật là vô cùng hậu hĩnh. nếu so với họ thì đệ tử Ma Đạo đúng là yếu hơn vài phần nhưng đệ tử ma đạo chủ yếu là để phối hợp với trận pháp của Khương Tuyết Dương, tuy tu vi tăng chậm nhưng trình độ trận pháp ngày càng thành thạo. Hai bên phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, nếu có thể lợi dụng được pháp trận, tu vi cũng sẽ không quá quan trọng nữa. Ngày trước khi đảo Kim Ngao bị vây khốn, chỉ với vạn tiên trận của tham lang hộ pháp thiên tôn đã tiêu diệt không biết bao nhiêu cao thủ của hai đạo tiên nhân, thiên đạo cũng vì vậy mà ghi hận trong lòng. Về phần đệ tử niết bàn của ma đạo, tuy rằng họ đã bị giam trong thành chết oan rất lâu, dẫn đến mất đi sức chiến đấu nhưng tôi tin rằng không bao lâu nữa họ sẽ tỏa sáng trở lại bởi vì lần xuất thế này của họ đồng nghĩa với việc trùng tu nhanh hơn nhiều so với việc tự mình tìm tòi sát thần lâm thanh thủy hách liên phong hậu bạch vô nhai những người này ngày trước đều là đỉnh cấp cao thủ dưới trướng thiên tôn của ma đạo với thiên phú của họ ma đạo sẽ không mất quá nhiều thời gian để giành lại vinh quang trước đây còn về chu thế hào con đường phía trước của hắn còn rất dài tuy hồn niệm rất mạnh nhưng hắn không phải là người tu hành nên không có đạo của riêng mình tuy nhiên hắn chỉ huy sơn tự vong hồn mà tác dụng chính của nó là để bày trận phòng thủ quân đoàn sơn tự trừ việc phải ở trong long hồn hạo kỳ của thùy họa lúc tu hành còn việc luyện tập đã có khương tuyết dương phụ trách cô ấy còn đặc biệt sáng tạo ra một trận pháp phù hợp với họ người xưa thường nói người đến cách một tờ giấy quỷ đến cách trùng sơn vậy thì đặt tên cho trận pháp này là quỷ sơn trận khi thi triển pháp trận này có thể ngưng tụ địa âm chi khí che khuất ánh mặt trời, đồng thời ngăn được cả thuật pháp thần thông của ngũ hành. Hai đội quân phong hỏa là hai lưỡi kiếm sắc bén của tử thần, lâm tự là đội quân điều phối, còn sơn tự là đội quân phòng thủ chính. Bốn đội quân phong lâm hỏa sơn tập hợp đầy đủ, đội quân vong hồn dưới chướng thủy hỏa cũng chính thức được thành lập. Thực ra trận chiến ở âm sơn chính là trận chiến khiến đội quân của ma đạo vang danh khắp nơi. Trong mấy ngày đầu, ma đạo đóng quân ở mặt binh lịch mã để luyện tập đội hình đệ tử ma đạo tuy không sợ chết nhưng lại không muốn hy sinh một cách vô nghĩa chiến tranh không phải là việc nhỏ huống hồ cuộc chiến này còn liên lụy tới sống chết của hàng trăm ngàn sinh mạng bảy ngày sau hơi nước ở phía đông hải lại bốc lên ngập trời sự việc long tộc xuất thế đã kinh động đến tứ hải phong vân quy khư một lần nữa xuất hiện ở nhân gian về sau ngày này được kho kinh xem là ngày mà âm dương đảo lộn tam giới hỗn loạn thiên đạo ở trong u minh nay đã không thể dễ dàng thao túng vạn vật nữa cũng vào ngày đó ở bên ngoài Ngọc Môn Quan, ma đạo chính thức xuất binh đến Âm Sơn. chương 395, Quỷ Thành hiện thân một Mặc dù Thùy Hỏa đã thu hết 10 vạn vong hồn vào long hồn hạo kỳ, nhưng tốc độ tiến quân của ma đạo vẫn tương đối chậm. Khương Tuyết Dương và Thùy Hỏa đều không tiện di chuyển, nên việc thăm dò điều tra sẽ do tôi và Kiêm Hà đảm nhận. Người xưa thường nói, bất xuất trường thành bất chi mãn mông chi đại, bất qua trường giang bất chi nam phương chi quảng. Đại ý là không ra khỏi trường thành không biết mông cổ lớn, không vượt trường giang không biết đất nam rộng. Từ ngọc môn quan đến âm sơn, bây giờ nhìn có vẻ đất rộng người thưa, nhưng vùng đất này ngày xưa lại là nơi phồn hoa đô hội nhất hoa hạ. Không biết đã bao nhiêu vương triều bắt nguồn rồi lại diệt vong ở đây. Thế sự xoay vần, những vùng thảo nguyên thịnh vượng ngày xưa nay lại biến thành hoang mạc, rừng cỏ xanh um giờ chỉ còn lại sa mạc cùng sỏi đá. Ngọc môn quan cách âm sơn khoảng 3.000 dặm, tôi và Kiêm Hà Ngự không bay qua những thành phố của nhân tộc. Âm sơn pháp mạch chỉ ảnh hưởng nặng tới những thôn làng nhỏ ở bên rìa, còn những thành phố lớn và vừa vẫn chưa bị ảnh hưởng quá nặng, vì thế từ trên không nhìn xuống, tạm thời vẫn chưa thấy oán khí xuất hiện ở đây. Nhưng khi chúng tôi đi qua Lương Châu, Hồi Hột và các thành phố khác ở đồng bằng Urat, những thị trấn du mục gần với âm sơn đã bắt đầu trở nên hoang vắng. Những khu vực vốn có nhiều dê, bò nay đã không còn bóng người. Tôi và Kiêm Hà đáp xuống thảo nguyên Hy Lạp Mạc Nhân, sau đó tiến vào một ngôi làng du mục, Tôi cảm thấy ở đây vẫn còn tồn tại sự sống. Ngôi làng vắng tanh như trốn không người, thi thể đầy rẫy trên đường mà không ai thu dọn, có người chỉ bị câu đi ba hồn bảy phách, có người bị hút cạn máu, thậm chí có người còn bị moi hết tim gan, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Tạ Lan, trong phòng này có người." Kiêm Hà nói, theo hướng cô ấy chỉ, tôi nhìn thấy một bóng người vụt qua sau cánh cửa gỗ, sau đó cánh cửa liền đóng lại. Đi đến trước trước căn phòng đó, tôi giơ tay gõ cửa, nói: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn." đệ tử ma đạo đến hỏi thăm. Tin tức ma đạo xuất thế sớm đã lan truyền khắp nơi, sau cuộc chiến với giã tiên, danh tiếng của ma đạo lại càng lan rộng. Quả nhiên sau khi nghe tôi nói là đệ tử của ma đạo, bên trong liền có một giọng nam non nớt đáp lại, các ngươi là đạo sĩ đến để tế thế cứu người sao. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chúng tôi đúng là đạo sĩ. Kiêm hà điềm đạm đáp lại, tiếng cọt kẹt vang lên, người mở cửa cho chúng tôi là một thanh niên du mục với toàn thân bê bết máu. Mắt của cậu ta sưng đỏ, nhìn có vẻ đói khát và tiêu tùy thôn này chỉ còn một mình cậu ư tôi hỏi nghe tôi hỏi cậu ta lộ ra vẻ cảnh giác sau đó cúi đầu nhìn vào tờ rơi trên tay tờ rơi này là do chính phủ in nội dung trên đó là động viên người dân di rời khỏi đây đáng tiếc rằng rời xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình không phải là việc mà ai cũng làm được chúng tôi không có ý xấu đến đây là để diệt yêu trừ ma tiêu diệt cái ác kiêm hà nhẹ nhàng nói các người đến muộn rồi quỷ túy sớm đã rời khỏi đây rồi. Người thiếu niên nói, vẫn còn lại tàn lưu, nói rồi tôi mở cánh cửa trong phòng ra, phát hiện trên giường có một người trung niên cả mặt đều là khí đen. Ba hồn bảy phách đã bị câu đi, tuy rằng vẫn còn thoi thóp nhưng đã bắt đầu xuất hiện những đặc trưng của thi hóa. Móng tay dài ra khoảng nửa tấc, răng nhô ra khỏi môi, hai chiếc răng nanh phía trên đã đâm xuyên cằm nhưng lại không hề chảy máu. Tôi mở mắt ông ta ra xem thì đồng tử đã biến mất, chỉ còn lại lòng trắng đầy tia máu đỏ ngầu tôi thở dài, vừa định dùng kiếm vấn thiên giết chết tử thi thì cậu thiếu niên bên cạnh hét lớn, không được động vào cha tôi. cha của cậu đã chết rồi, nếu còn không xử lý thi thể này, rất nhanh nó sẽ biến thành xác sống, đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. tôi quay đầu lại nói, cậu bé nghe vậy thì ứa nước mắt, sau đó đột nhiên chừng mắt sợ hãi, cảm nhận được nguy hiểm, tôi không quay đầu dùng kiếm chĩa thẳng vào trán của người đàn ông kia, kiếm khí nhập thể, cái xác bị tiêu diệt liền nặng nề đổ ập xuống trong thôn không chỉ có mình cậu những người khác ở đâu tôi hỏi không có ai khác nữa đôi mắt cậu bé có vẻ né tránh thôn này thì khí ngút trời nếu cậu không muốn những người khác cũng biến thành bộ dạng như cha cậu thì nhanh đưa tôi đi gặp bọn họ tôi nói cậu bé suy nghĩ một lúc rồi dẫn chúng tôi ra sân sau vào mùa đông dân du mục thường tích chữ rau củ quả ở dưới đất nên ở trong sân có một cái hầm đẩy hết tầng cỏ chất đống ở phía trên liền lộ ra một lối vào có chu vi ba thước Chương 396, Quỷ Thành Hiện Thân 2. Kiêm Hà ở phía trên an ủi cậu bé, còn tôi lách người nhảy xuống phía dưới. Đúng vậy, tôi đã sớm phát hiện ra có sinh cơ tỏa ra từ lối vào này. Chỉ là địa mạch đã ngăn cách mất thần niệm nên không thể biết được chính xác nằm ở đâu. Căn hầm này rõ ràng là mới được mở rộng gần đây, bốn vách tường đều là đất mới. Đi được khoảng 7-8 trượng, bên trong đột nhiên mở ra. Tôi nhìn một lượt, có khoảng không dưới 10 người đang trốn ở đây. Ánh đèn dầu lờ mờ chiếu vào từng khuôn mặt vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, chúng đều là trẻ em, đứa lớn nhất cũng chỉ khoảng 15-16 tuổi. Nhìn những khuôn mặt bất lực này, lòng tôi tràn đầy căm phẫn, thở dài nặng nề. Kể cả Kiêm Hà, người mang trong mình huyết mạch của huyễn ma cũng đã rơm rớm nước mắt. Sau đó, cậu bé đã kể cho tôi về những sự việc xảy ra ở đây. Vào một tháng trước, khu vực này đã bắt đầu có biến, mới đầu là trẻ con liên tục bị mất tích, sau đó phụ nữ trong thôn cũng bắt đầu biến mất không rõ tung tích mới đầu thôn dân còn tưởng là do bọn buôn người đến lúc trình báo mới được biết vùng này đã có không dưới trăm người mất tích rồi sau đó chính phủ liền ra thông cáo động viên người dân di rời đến chỗ khác nhưng rất nhiều người vẫn còn lưu luyến quê hương thôn này lại là vùng hẻo lánh nên rất khó tiến hành kế hoạch chờ đến lúc dân làng quyết tâm rời đi thì đã quá muộn rồi may thay một ngày trước khi ngôi làng bị yêu ma vây khốn trẻ con trong làng đã được đưa đến căn hầm ở sân sau nhà cậu bé Tính thời gian thì những đứa trẻ này cũng đã ở đây được 10 ngày rồi. Thức ăn hàng ngày của chúng chính là phô mai và thịt khô dự trữ, thậm chí chúng còn không dám nhóm lửa nấu cháo. Một đám trẻ con, vừa không thể đi đến thành thị, ở ngoài xác chết khắp nơi, chúng cũng không dám đi ra. Nếu tôi và Kiêm Hà không phát hiện được chỗ này còn thoi thóp sự sống thì những đứa trẻ cũng chẳng gắng gượng được mấy ngày nữa. Ở đây đã có người bắt đầu phát sốt và xuất hiện triệu chứng nhiễm trùng máu, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện dịch bệnh. Còn những người thi hóa kia cũng có thể giết chết bọn trẻ bất cứ lúc nào. Lát sau tôi bèn đưa đám trẻ ra ngoài, sau đó ngựa kiếm bay đến thành phố gần nhất, liên hệ với người của khoa Linh Dị, nhờ bọn họ đến đón những đứa trẻ này đi. Theo lời người của khoa Linh Dị, những ngày gần đây đã có hơn trăm vạn người dân bị Âm Sơn Pháp Mạch làm hại rồi, đặc biệt là sau khi nghe tin Ma đạo đang điều quân về phía bắc, Âm Sơn Pháp Mạch lại càng điên cuồng tàn phá hơn. Muốn chiến đấu cần phải có đủ vật tư dự trữ, pháp khí, binh khí, áo giáp lương thực vân vân. Trong khi trong Long Hồn Hạo Kỳ của Thủy Hỏa có âm khí của Long Mạch núi Trường Bạch nuôi dưỡng 10 vạn vong hồn thì Âm Sơn Pháp Mạch lại không có được pháp bảo nghịch thiên như vậy, đồ dự trữ mà bọn họ chuẩn bị cho quỷ quân chỉ có máu tươi và hồn phách của loài người, bọn họ vung tay tàn sát chính là để chuẩn bị cho cuộc chiến. Nghĩ đến đây tôi mới biết lý do vì sao Hoàng Hiểu Huy cứ luôn rục ma đạo tiến quân về Âm Sơn. Xử lý xong chuyện ở đây, tôi và Kiêm Hà tiếp tục di chuyển về phía dưới chân Âm Sơn. Trạng vạng tối, Chúng tôi đến hoang mạc khố lâm, nơi đây cát bay mù mịt, bầu trời ảm đạm, nhìn không khác gì địa ngục. Ở đây lại không thể ngự không nên chúng tôi đành phải nín thở đi bộ. Truyền thuyết kể rằng có một thành phố bị chôn dưới hoang mạc, trong thành phố đó có vô số vong hồn, lúc đêm xuống còn có thể nghe thấy tiếng hát của những vong hồn truyền ra từ đó. Dưới đó có thành phố nào hay không tôi không rõ, chỉ biết rằng khi tôi và Kiêm Hà đến hoang mạc khố lâm, trong biển cát bóng xuất hiện một tòa quỷ thành do quỷ thận chi khí hóa thành. Quỷ thành bập bình trên không, trên tường thành là những quỷ binh với tướng mạo xấu xí hung tợn, sát khí ngút trời. Quỷ thành tiếp đất bằng một tiếng động rung trời, sau đó hàng loạt quỷ thận chi khí bao vây lấy tôi và kiêm hà. Tôi cảm nhận được có một vạn quỷ binh trong thành, ngoài ra còn có một vạn quân binh khác đang ẩn náu trong quỷ thận chi khí ở xung quanh. Lúc trước Khương Tuyết Dương chỉ nói với tôi về quân lực hiện tại chứ không hề nhắc đến căn cứ chiến đấu của âm Sơn, về sau nhờ có những tư liệu mà Khoa Linh Dị cung cấp mới có thể nắm rõ được toàn bộ tình hình của âm Sơn ở âm ti cũng có năm tòa thành giống như quỷ thành đệ tử âm sơn giỏi nuôi quỷ hầu như ai cũng có thể triệu hồi ngũ quỷ hộ pháp có quỷ hộ pháp ắt sẽ có quỷ vương hộ pháp năm tòa quỷ thành của âm sơn pháp mạch hẳn sẽ do năm quỷ vương hộ pháp canh giữ chỉ một tòa thành đã có sức chiến đấu đáng gờm như vậy rồi huống gì bọn chúng còn có thể kết hợp lại tạo thành ngũ quỷ tuyệt sát đại trận lô cốt đầu cầu để bảo vệ âm sơn không ngờ rằng tôi và kiêm hà còn chưa bước vào âm sơn mà đã gặp được một tòa quỷ thành của âm sơn tại đây rồi chương 397, vong ngã duy kiếm một Dân gian có nhiều cách nói về ngũ quỷ, có thể là bệnh quỷ, tử quỷ, sắc quỷ. Thuộc ngũ quỷ, trong phong thủy thì ngũ quỷ là cửu cung hung thổ, mà ngũ quỷ của âm sơn pháp mạch là chỉ ngũ đại ôn quỷ hộ pháp. Thiên hạ vạn pháp là ngũ hành, ngũ đại ôn quỷ cũng không phải ngoại lệ. Chia thành, thanh ôn quỷ phía đông, mộc chi tinh, xích ôn quỷ phía nam, hỏa chi tinh, bạch ôn quỷ phía tây, kim chi tinh, hắc ôn quỷ phía bắc, thủy chi tinh, hoàng ôn quỷ trung ương, thổ chi tinh. Xuất hiện trước mặt chúng tôi chính là thanh ôn quỷ thành, bản thân linh hồn có chứa đựng tính mục rất mãnh liệt, chứa bầu không khí nặng nề che khuất ánh sáng mặt trời. Kiêm hà, tranh thủ hiện giờ quỷ thận chưa có bao vây ta, tôi đưa cô trốn đi thông báo cho Thủy Hỏa. Tôi nói, tôi không đi, muốn đi thì phải đi cùng nhau, tôi muốn thử ma kiếm trong huyền quan, cô ở đây tôi thấy bị bó tay bó chân, tôi sợ ma kiếm sẽ làm tổn thương cô. Tôi nói, việc tôi tu hành ma kiếm, Kiêm hà đều biết, những ngày gần đây tôi cũng đã kể cho cô ấy nghe không ít những điều kỳ bí của ma kiếm cô ấy có huyết mạch của huyễn ma bản thân rất phù hợp để tu hành ma kiếm nhưng tôi sợ anh gặp chuyện kiêm hà cắn môi nói yên tâm đi tôi rất tự tin về mình mà thời gian không nhiều nữa tôi đưa cô thoát ra nói xong tôi kéo kiếm vấn thiên khua kiếm chém hướng về phía đông nam kiếm khí phỉ luyện như hồng phun ra một lúc đã cắt qua đám quỷ thận ở phía đông nam kiêm hà thấy tôi ý niệm đã quyết nhìn tôi bằng ánh mắt sâu sắc, tiêu tán một đạo hắc sắc lưu quang thoát khỏi từ khoảng trống. Kiêm Hà đi rồi, đám quỷ thận tăng tốc tập kết lại bên cạnh tôi, trong khoảnh khắc bóng tối bao quanh tôi. Thanh Ôn Quỷ Vương nắm quỷ hành ác phong, trận ác phong thổi qua làm con người ta lạnh hết sống lưng. Thanh Ôn Quỷ Thanh Tao vô định mờ ám, ẩn giật trong ác phong và đám quỷ thận, vạn quỷ cùng khóc phát ra tiếng gào thảm thiết, sộc thẳng vào ngũ giác lục quan của con người. Những hoang tưởng xấu xa được sinh ra trong tâm thức cũng từ đó sát kiếm mà tôi tu hành sức mạnh thua xa đạo sĩ thanh tu nhiều năm thấy tình hình này chỉ sợ quỷ tụy chưa tiến thân tôi đã bị thanh ôn vạn quỷ khóc cho mất phương hướng trí não trước rồi ngay tại lúc này tôi đã có một quyết định táo bạo đem thức thần nhập huyền quan luôn cái gọi là ngũ giác lục quan đều đến từ thức thần chỉ cần thức thần đoạn tuyệt mối liên hệ với thân xác thì sẽ không còn cái cảm giác nghi hoặc của ngũ giác lục quan nếu là trước đây làm vậy thì rất nguy hiểm trước đây huyền quan của tôi trống giống thức thần nhập vào huyền quan của tôi cũng giống như đi vào trạng thái chết giả. Nhưng hiện giờ, trong huyền quan của tôi toàn bộ là hình kiếm khí được vẽ trong kiếm phổ của ma đạo tổ sư, tôi chỉ cần giải phóng hình kiếm khí trong huyền quan của tôi, cây kiếm trong tay sẽ sinh cảm ứng bất kỳ lúc nào, nó tương đương với việc đi vào cảnh giới vong ngã duy kiếm. Vong vong duy kiếm, trong kiếm pháp võ đạo được miêu tả là cảnh giới chỉ có trong truyền thuyết, hiện thực không ai có thể làm được. Kiếm pháp võ đạo trong truyền thuyết có bốn loại cảnh giới, cảnh giới thứ nhất là chiêu thức tấn tiệp lăng lệ quỷ thần không thể đoán được cảnh giới thứ hai là trùng kiếm vô phong đại xảo bất công lúc này chiêu thức không còn quá quan trọng nữa rồi cảnh giới thứ ba thứ gọi là thảo mộc trúc thạch là thanh kiếm lúc này bản thân thanh kiếm không còn quan trọng nữa cảnh giới thứ tư là vong ngã duy kiếm lúc này người kiếm khách không còn quan trọng nữa trong tâm chỉ có kiếm từ khoảnh khắc thức thần của tôi nhập vào huyền quan thân thể tôi không còn tồn tại nữa hình kiếm khí tự động làm chủ mọi thay đổi trên con người tôi hòa quyện thành một với kiếm vấn thiên triệt để trở thành vong ngã duy kiếm thiên địa canh kim vạn kiếm bản căn nhân gian binh qua ma động càn khôn với giọng nói hùng hồn mạnh mẽ của ma đạo tổ sư từ trong huyền quan vọng ra từng luồng hình kiếm khí từ trong huyền quan thoát ra đi giữa tứ chi bài cốt của tôi vũ tư cuồng phong kiếm khí tung hoành đạn chỉ vấn không biết bao nhiêu thanh ôn quỷ tụy biến thành cho bay đi ma kiếm của ma đạo tổ sư bị ảnh hưởng sâu sắc từ thất sát pháp quy thất sát điều khiển sự hỗn loạn trong tay vậy nên hình kiếm khí trong huyền quan của tôi rất hỗn loạn không thể nhìn rõ quỹ tích càng cho thấy thất sát pháp quy đang phát huy tác dụng đó cũng là nguyên nhân trước khi thăng cấp thiên tôn ông ta lại chọn tu hành ma kiếm ma kiếm có thể giúp ông ta lĩnh ngộ càng nhiều thất sát pháp quy mà thất sát còn có thể tăng sức mạnh của ma kiếm điên rồ và hỗn loạn vốn dĩ là anh em sinh đôi mà cho nên tôi hả quyết tâm đi con đường của ông ta tu hành ma kiếm cũng thành lựa chọn tất yếu của tôi, chỉ có ma kiếm mới có thể làm cho tôi nắm vững thất sát pháp quy và trở thành thiên tôn. chương 398, Phong Ngã Duy Kiếm 2 Trong lòng hoang mang, tôi cũng không biết là mình đã múa kiếm bao nhiêu lâu rồi nữa. Tới lúc toàn bộ hình kiếm khí trong huyền quan của tôi kiệt quệ, tôi mới ngừng lại. Thức thần trở lại thân thể, tôi cảm thấy mệt mỏi dã rời. Đứng không vững, kiếm vấn thiên tôi cắm trên đất, quỳ một gối xuống để ổn định lại thân hình, lúc này bầu trời quang đáng, ác phong và quỷ tụy toàn bộ bị hủy hoại, mà xung quanh không còn một tàn dư nào. Quỷ thành vẫn còn trước mặt tôi, trước thành một bóng quỷ cũng không có. Thanh ôn quỷ tụy không thể ngăn cản kiếm khí ma kiếm tôi có thể hiểu được, nhưng thanh ôn quỷ vương tại sao lại chưa truyền ra thần niệm. Lúc tôi cảm thấy không biết làm thế nào, tôi nghe thấy tiếng thủy họa nói vọng ra từ sau lưng, tạ lan, anh đã giết tất cả thanh ôn quỷ tụy, bao gồm cả thanh ôn quỷ vương. Thùy Họa vừa nói dứt câu, tòa thanh ôn quỷ thành bao la đó sụp đổ biến thành quỷ thận chi khí sau đó nhanh chóng tiêu tan bị hủy hoại giữa trời đất em đến bao lâu rồi tôi hỏi kiêm hà vừa về tới là em đã bay thẳng tới đây vốn dĩ là muốn ra tay giúp anh về sau mới phát hiện là không cần em ra tay anh có thể tự mình giải quyết tạ lan nhất kiếm đồ nhất thành chiến lực của anh bây giờ không còn dưới em nữa phong ngã duy kiếm trong truyền thuyết võ đạo thực sự rất mạnh có thể làm cho hình kiếm khí trong huyền quan của anh phát huy hết sức sinh động tôi nói tuy là vong ngã duy kiếm rất mạnh nhưng không phải chính đạo kiếm dù sao cũng phải do con người kiểm soát nó kiếm kiểm soát con người thì là điều đại kỵ có thể tu hành ma kiếm nhưng nếu như biến thành kiếm ma thì cái mất nhiều hơn cái được rồi thùy họa nói ban đầu ma đạo tổ sư tuy là tu hành ma kiếm nhưng kiếm của ông ấy bình tĩnh ung dung tự tại chưa bao giờ thoát khỏi bản tâm mà vừa rồi tôi ở trạng thái đồng phong ma ban rất dễ bị rơi vào ma chướng lúc đầu tôi không nhận ra sau khi nghe kỹ lời nói của cô ấy tôi mới nhận ra hành động vừa rồi của tôi điên rồ tới mức nào. Thức thần là hiện thân của mệnh hồn con người, tôi đem thức thần nhập vào huyền quan, cho phép hình kiếm khí điều khiển cơ thể đã là một việc cực kỳ nguy hiểm. Vì như thế có thể khiến tôi mất đi khả năng phán đoán của mình, thậm chí nếu như đối diện nguy hiểm tôi cũng không thể nào đưa ra lựa chọn khôn ngoan được. Tu đạo là tu thức thần, trừ lúc ngồi thiền ra, thức thần không thể dễ dàng tách khỏi thể xác. Thật may mắn, hình kiếm khí chỉ cần bị tôi phát huy ra thì có thể lưu lại trong ký ức trong thể xác. Nói cách khác thì những hình kiếm khí trong huyền quan của tôi hiện giờ đã trở thành công cụ của riêng tôi, đây chính là thu hoạch lớn nhất của tôi. Chỉ là, nắm được hình kiếm khí không phải là đã nắm hết toàn bộ bí ẩn ma kiếm. Kiếm đạo là bất tận, những hình kiếm khí này chỉ là mở thêm cánh cửa cho tôi thôi, còn về việc tôi có thể đi được bao xa thì phụ thuộc vào sự hiểu biết của mình. Tiếp đó, tôi ngồi thiền tại chỗ điều chỉnh hơi thở để hồi phục Màn múa kiếm niên cuồng của vong ngã duy kiếm đã tiêu hao của tôi tất cả chân khí và thần niệm, nếu không phải sức sống mãnh liệt trong tim ma, căn bản không thể đủ để hình kiếm khí trong huyền quan của tôi toàn bộ múa may tới kiệt sức. Lần đánh này tới tối mới xong, trong huyền quan với sự giúp đỡ của ngọn gió phục hồi và ánh sáng nguyệt ma, thân xác của tôi cũng quay lại trạng thái đỉnh cao. Ngọn gió phục hồi có thể đánh thức sinh cơ cũng có thể kích thích cơ thể sản sinh chân khí, mà thái cổ nguyệt ma có ánh sáng mặt trăng trong huyền quan của tôi, thì có thể giúp tôi nhanh chóng phục hồi thần niệm, điểm này ban đầu tôi không biết, dần dần về sau mới lĩnh hội được. Thái cổ phong ma, thái cổ nguyệt ma đều là đại cơ duyên của tôi, hơn nữa mà đạo tổ sư ban đầu cũng không có cơ hội có được cơ duyên này. Còn có tim ma, chúng đều là những thứ mà đạo tổ không có. Đến hôm nay tôi đã bước vào ngưỡng cửa của ma kiếm, mà đạo tổ sư để lại cho tôi cái bóng cũng không phải là ngoài tầm với nữa rồi. Chỉ là sức mạnh của ma đạo tổ sư ở ngay bản thân, còn những thứ tôi có đều là gặp may. Về sau có người nói với tôi, gặp may bản thân nó cũng là một loại sức mạnh, còn là loại sức mạnh không có cách nào phản bác được. Lúc tôi ngồi thiền, Thùy Họa luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi. Mặc bộ áo giáp xương cốt hắc kim, đầu đội mũ trí kê linh, lưng treo bốn mặt long hồn chiến kỳ. Không phải chỉ riêng cô ấy bảo vệ tôi, còn có đại quân ma đạo 10 vạn vong hồn trong long hồn chiến kỳ. Đêm thật yên tĩnh, trăng mọc lên từ sa mạc, lúc này đại quân ma đạo của tôi cuối cùng cũng đến từ phía sau chương 399, Phu Thê Hợp Bích 1. Lúc này trăng sáng đã lên cao, thật là trùng hợp chỗ này là nơi an toàn cuối cùng để vào khu vực âm sơn, toàn quân cắm trại tại đây. Khương Tuyết Dương ở trong quân trướng, tướng lĩnh ma đạo xếp hàng thật đông đúc, bốn tướng phong lâm hỏa sơn có sức mạnh rất lớn, không cần thường xuyên ở trong long hồn hạo kỳ. Tướng lĩnh hiện tại có lần lượt là Bạch Hà Sầu, Phụng Lăng Nguyệt, Lưu Phong Vũ, Lưu Phong Độ, Chu Thế Hào, Lâm Thanh Thủy, Bạch Vô Nhai, Hách Liên Phong Hậu, Tưởng Duy Dương, Trần Châu. Lưu Phong Độ là tướng lĩnh mới thăng cấp của Thanh Khâu Hồ Tộc thay thế Lưu Phong Sương làm trợ thủ của Lưu Phong Vũ, mấy vị đằng sau là thân tín của toàn chân giáo do Khương Tuyết Dương dẫn tới, chiến lực của họ đều là đỉnh cao hợp đạo, như bây giờ cũng đều là thống binh lĩnh tướng ma đạo rồi, sổ sách khi tham chiến. Âm Sơn Pháp Mạch binh lực hùng hậu, tại sao cho tới bây giờ vẫn không có động tính gì nhỉ? Nam Tống Kiếm Sư Chu Thế hào nói, nguyên nhân cũng đơn giản thôi, ma đạo muốn thanh trừ âm Sơn, Âm Sơn lại cũng muốn một trận quét sạch ma đạo. Mà hơn nữa đằng sau còn có Nguyên Cả Âm Ty đang nhìn, giành được chiến thắng lớn nhất với thương vong nhỏ nhất mới là ý định của Âm Sơn. Khương Tuyết Dương nói, đằng trước là sa mạc thổ Mặc Xuyên và hẻm núi lớn Hắc Phong dẫn tới dưới chân Âm Sơn, bây giờ Âm Sơn pháp mạch chắc chắn đã được phòng thủ nghiêm ngặt. Sa mạc thổ Mặc Xuyên, gió rất mạnh, đi trên sỏi đá không thể nào bày binh bố trận được. Ma đạo đệ tử vong hồn tu vi còn kém, không thể chống đỡ được gió lốc tạt vào khúc này nếu có mai phục giết người, chỉ có nước dựa vào chiến binh đệ tử âm nhân và thanh khâu hồ tộc. Khương Tuyết Dương nói, ma đạo không thể tạo ra đại quân vong hồn ở sa mạc thổ mặc xuyên, vậy thì âm sơn pháp mạch cũng không thể tạo ra quỷ quân, không biết họ sẽ phái loại binh chủng nào tham chiến. Lưu Phong vũ hỏi, yêu ma và huyết thú chắc chắn là chủ lực, cũng chỉ có chúng nó mới có thể phất lờ gió lốc, thậm chí còn có thể mượn gió để gây chuyện. Yêu ma tuy là phế binh quan ngoại giã tiên chiến lực không mạnh, huyết thú thì rất mạnh không sợ chết người đó mới là vấn đề đau đầu. Khương Tuyết Dương lo lắng nói, theo thông tin ban đầu, binh đoàn huyết thú của âm Sơn Pháp mạch tổng số khoảng 3 vạn, những ngày gần đây quyết liệt giết nhân tộc săn máu, cũng là để tăng sức chiến đấu cho huyết thú điên cuồng. Chiến lực 3 vạn huyết thú hình thành từ hàng trăm ngàn sinh mệnh nhân tộc đằng sau đó, huyết thú thông thường nhu cầu về máu người còn tạc, đám huyết thú bậc cao, phải uống máu của nhiều người thậm chí hàng chục người trong một bữa ăn. Trước đây còn có thể thay thế bằng máu động vật, nhưng hiện giờ âm sơn pháp mạch vì quyết chiến với ma đạo, tăng hung tính của huyết thú, nên thay tất cả bằng máu người. Chiến lực đám huyết thú trên cảnh giới nguyên thần, hành động nhanh nhẹn tàn bạo và hung ác, mạnh hơn yêu ma không biết bao nhiêu lần. Trong đó còn đếm được một số huyết thú đào một cảnh giới nửa bước thiên tôn, và hàng chục độc nhãn phi huyết thú ở cảnh giới hợp đạo đỉnh cao. Độc nhãn phi huyết thú này cũng là di sản hồng hoang, sơn hải kinh, hữu thú yên, kỳ trạng như nghiêu nhi bạch thủ, nhất mục nhi xà vĩ, kỳ minh nhật phỉ, Tạm dịch, có loài thú, hình dạng như con trâu nhưng đầu trắng, có một mắt nhưng đuôi rắn, tên là nhật phỉ. Độc nhãn phi tuy rằng nhìn thì chất phác như trâu, nhưng độ hung ác lại không kém đào một thích nhất ăn thịt người. Sau khi bị nuôi thành huyết thú, càng tàn bạo hơn, nhìn thấy máu là phát điên. Tuy là chiến lược ở đỉnh cao hợp đạo, khi phát điên lên có thể sánh với nửa bước thiên tôn. Một khi mất kiểm soát, chúng nó lao vào đại quân ma đạo, ngay lập tức sẽ thành một thảm họa. Lâm tướng quân, cô và đạo tổ tập trung chém huyết thú đảo một kiêm hà tướng quân lưu phong tướng quân bạch tham quân tập trung đối phó độc nhãn phi huyết thú các tướng lĩnh khác bày thế trận sẵn sàng chờ đón địch nhất thiết phải ổn định đội quân ma đạo khương tuyết dương nói các tướng lần lượt nhận lệnh rồi họ lần lượt trở về doanh trại nghỉ ngơi đợi trận quyết chiến ngày mai chờ mọi người rời đi trong lều chỉ còn lại tôi và thùy họa khương tuyết dương ba người sát phá lang tam phương tứ chính nhiều chuyện chỉ có thể ba người chúng tôi nghiên cứu đây không phải cố ý né tránh mà là mỗi quyết định của ba người chúng tôi đều ảnh hưởng trực tiếp tới số mệnh của ma đạo tuyết dương sao chỉ nghe cô giới thiệu sa mạc thổ mặc xuyên không hề nhắc tới hẻm núi lớn hắc phong tôi hỏi tôi gọi khương tuyết dương trước mặt toàn quân là khương tướng sau đó gọi hẳn tên sư phụ thì chắc chắn không được gọi là sư phụ nữa cô ấy cũng không đồng ý hơn nữa tuổi tác của cô ấy cũng không hơn tôi là bao ban đầu thu nhận tôi làm vi đồ là để che giấu thân phận của tôi giờ không cần nữa chỉ sa mạc thổ mặc xuyên cũng đủ để làm cho cuộc chiến khó khăn đối với ma đạo, mà tôi có linh cảm, âm sơn pháp mạch tham chiến lần này chắc chắn sẽ dùng toàn bộ đội quân huyết thú tấn công, đánh bại tinh thần chiến đấu của binh sĩ ma đạo. chương 400, Phu Thê Hợp Bích 2 Nếu có ngạo phong thì tốt rồi, cho dù là yêu ma hay huyết thú đều bị khống chế bởi uy áp tổ long, nhân tộc đáng ghét đến hôm nay cũng không hề hồi âm thỉnh cầu của tôi. Tôi thở dài nói, vạn lý trường thành là nền móng của nhân tộc, yêu cầu của anh lại là long khí, mà đạo chưa thực sự vùng lên, họ không tin chúng ta thì làm sao có thể đưa được. Đợi đó mà xem, đợi ma đạo đánh thắng âm sơn, đừng nói một thành, hai thành họ cũng bằng lòng nữa. Thùy Họa nói, cho dù không có ngạo phong áp trận, trận chiến thổ mặc xuyên cùng lắm là làm nhụt chút ý chí của ma đạo. Tôi lo lắng nhất là hẻm núi lớn Hắc Phong. Vào thời điểm đó chắc chắn tứ tỏa quỷ thành còn lại của âm sơn sẽ xuất hiện cùng nhau, sát cơ thiên giáng. Khương Tuyết Dương nói, vậy có gì sợ, âm sơn có thể xuất tứ tỏa quỷ thành, tôi càng tế xuất phong lâm hỏa sơn để tôi xem xem quỷ quân của âm sơn pháp mạch có thể lôi tử thần tôi xuống thành thần đàm không thùy họa nói nói cũng đúng tôi suýt thì quên cô không những là tướng phá quân ma đạo mà còn là tử thần danh tiếng của tam giới tạ lan cậu phong thần thùy họa mới là bước ngoặt lớn nhất để ma đạo chiến đấu với âm sơn không hổ là thất sát làm nhiễu loạn thế giới cũng không hiểu sao cậu có thể nghĩ ra nó đúng là nước đi thiên tài khương tuyết dương nhìn tôi nói tôi cũng không còn cách nào khác trước khi nhận được kiếm phổ của đạo tổ, tu hành kiếm đạo của tôi không tiến mà lùi. Phong thần là đại sự duy nhất tôi có thể làm vì ma đạo, đáng để lấy tính mạng ra đặt cược. Tôi nói với nụ cười gượng gạo, nói tới lúc phong thần đúng thật là vạn phần nguy hiểm, tử phủ chân lôi có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào. Tôi thật sự toát mồ hôi lạnh vì cậu, chỉ sợ cậu bất kể ra sao mà cứ ngoan cố làm theo ý của mình. Cũng may cuối cùng quy khư xuất thế, thiên đạo dừng lại. Hoặc cũng có thể đó là vận mệnh của ma đạo. Tôi nói vận mệnh tồn tại nơi nào đó, có thể dùng nhân tâm kết tụ, nhưng cái cốt yếu nhất vẫn chưa được biết đến. Cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi chỉ thấy được vận mệnh hiện tại của ma đạo, hướng về vận mệnh tương lai, lên hoặc xuống, thiên đạo cũng không có cách nào đoán được. Phong thần kịp lúc quy khư xuất thế, mệnh bàn sát phá lang tam phương tứ chính thành hình rồi không thể đảo ngược, thiên đạo chỉ có thể chọn dừng lại. Nói tới vận mệnh, anh có thể chém trước thanh ôn quỷ thành, đối với ma đạo mà nói đó là một điều rất may mắn, chắc hẳn lang xuyên quân tiếc đứt ruột rồi. Khương Tuyết Dương nói, giá trị chiến lược lớn nhất của ngũ ôn quỷ thành chính là bộ hạ ngũ quỷ quyết sát đại quan phòng thủ âm Sơn Tổ Đình. Âm Sơn Pháp Mạch tuy rằng rất tự tin với sức mạnh của mình, lại có thể phái ngũ ôn quỷ thành tới tiền tuyến tuần tra. Ngũ ôn quỷ thành chính là ảo ảnh của quỷ thật, dễ dàng di chuyển nhanh chóng. Mỗi tòa đều có hàng vạn quỷ binh và một tên quỷ vương bảo vệ với sức mạnh nửa bước thiên tôn, nó thực sự có thể hoạt động như một trạm gác di động tuần tra tiền tuyến đáng tiếc thanh ôn quỷ thành phía đông xuất quân không thuận lợi theo dõi thân phận của ma đạo tổ sư ý đổ vây giết tôi nhưng ngược lại bị tôi phá hủy ngũ ôn quỷ thành cần năm tòa để bày bố trận việc này nếu lang xuyên quân có muốn liệt trận để bảo vệ âm sơn cũng không thể làm được ngày thứ hai đại quân ma đạo tiến vào sa mạc thổ mặc xuyên hồi tiểu học tôi đã từng học mộc lan tham gia quân ngũ trong đó có câu sắc lạc xuyên âm sơn hạ phong suy thảo đê kiến như dương sắc lạc xuyên ở đây là chỉ sa mạc thổ mặc xuyên ngày nay, biển xanh thành nương dâu, thổ mặc xuyên hôm nay chỉ còn lại toàn cát vàng, sỏi đá. Ở đây gió rất mạnh, thổi muốn bay mái tóc dài, mắt mở cũng không nổi. Gió có mang theo tà khí, vong hồn cũng có thể bị thổi bay. Tôi và Thùy Họa đi cạnh nhau phía trước, thường xuyên cảnh giác với những biến động trong không gian ở xung quanh. Đi tầm khoảng chừng nửa ngày, từ đầu chí cuối không chút động tính, chỉ tới lúc tôi và Thùy Họa sắp đi ra khỏi sa mạc thổ mặc xuyên, mũi tôi ngửi thấy một mùi tanh của máu rất nồng nặc nhưng cũng rất quen thuộc. Đích thị là mùi của huyết thú. Vừa nghĩ tới đây, bỗng nghe thấy tiếng gầm của vô số con thú. Tiếp đó hàng vạn con thú lao tới, huyết khí cực mạnh, rầm rầm, chấn động khắp nơi. dẫn đầu là huyết thú đào ngột, độc nhãn phi loài di sản của hồng hoang. đằng sau là ba vạn huyết thú yêu tộc biến chất, như là huyết máng, huyết tích dịch, huyết lang, huyết báo có ngoại hình đáng sợ khủng khiếp, trông như thể bị lột một nửa ra nhìn thấy màu đỏ của máu trong đám đang chạy có huyết lâm ly khi chạy vẫn còn nhỏ máu tươi trong luồng gió quét tới trông giống như thủy triều đỏ cuồn cuộn từ đằng trước sông tới tôi và thủy họa không chỉ huyết thú phí đằng còn có cả quân uy dã thú đem tinh thần giết chóc tiến tới đám huyết thú sông tới từ phía trước đằng sau từ hai cánh bật ra hàng vạn yêu ma thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn sát kiếm khí tung hoành ba vạn dặm nhất kiếm sáng lạnh thập cửu châu sát với hai tiếng hét Tôi và Thùy Họa một đao một kiếm xông tới giết đám huyết thú, giống năm đó mà đạo tổ sư và phá quân của Thành Thải Vân. chương 401, Hà Dĩ Vi Chiến 1 Gió bụi làm mờ mắt, kiếm khí đao canh vang lên trong không khí. Huyết thú rú lên, tiếng gầm vang trời. Phía bắc sa mạc, gió mạnh như đấu, thổi tốc mái tóc trắng của Thùy Họa, gió thổi làm long hồn hạo kỳ mà cô ấy mang trên lưng kêu phần phật, nhưng không thể thổi bay chiến giáp xương sọ so hắc kim của cô ấy. Ánh kiếm chiếu vào bên trên của gương chiết cốt tần vương, làm chói mắt. Sát, thùy hỏa hét lên, đao quang lại vụt lên, người như gió bay trong cát, huyết thú nhỏ sức yếu, chỉ cần lại gần là đã bị mũi đao canh chém nát thân thể. Cát bay, xương máu, hồng nhan, mái tóc trắng, nếu như bạo lực không phải để giết chóc, đó sẽ là điều vô ích. Ban đầu sức mạnh của tôi chưa ăn thua, chỉ có thể trú ẩn dưới sự bảo vệ ở chỗ Khương Tuyết Dương, Thùy Hỏa. Trận chiến thanh ôn quỷ thành, làm tôi cạn kiệt hình kiếm khí trong huyền quan, sự hỗn loạn của thất sát hợp nhất với sự điên cuồng của ma kiếm. Bây giờ tôi đã là một anh hùng, kiếm khí mênh mông như biển mạnh mẽ như ngựa nhảy cầu vồng, sát khí tràn trề. Đao quang cũng không thể che nổi kiếm quang, kiếm vấn thiên và đao trấn yêu cùng nhau tỏa sáng rực rỡ. Khỉ nhật vô y, dư tử đồng thù, sát, ngay tức khắc tiếng gầm của huyết thú đào một ầm ầm lao tới phía thủy họa, mà hiện tại bên trái bên phải cô ấy mỗi bên đều có độc nhãn phi huyết thú điên cuồng xông vào tôi lấy mũi kiếm tiếp giáp thân thể trong không trung bay về phía thủy họa lấy kiếm khí thay cô ấy đỡ lấy cú đánh bằng tiếng gầm chứa toàn mùi máu tanh của huyết thú đào ngột thủy họa nhân cơ hội bắt chéo chân từ lưng xoay một vòng đao chân yêu cán đao hình quạt từ hai đầu đồng thời vung đến cắt qua sườn mắt của độc nhãn phi huyết thú chỉ nghe thấy nó thét lên hai tiếng bi thảm liên tiếp cơ thể to lớn của độc nhãn phi càng thêm sự điên cuồng và hỗn loạn bắt đầu dẫm đập mọi sinh linh xung quanh một con huyết mãng to con dài hơn 10 trượng bị độc nhãn phi dẫm nát, máu me rơi đầy trên đất. Tiếp đó lại là một trận la hét liên miên, hai con huyết thú độc nhãn phi rơi vào trạng thái điên cuồng cực độ bắt đầu đại sát trong phe huyết thú, đám huyết thú nhỏ yếu hơn đều né tránh nó. Thùy họa nhanh trí tranh thủ, cố ý chỉ hủy con mắt của độc nhãn phi, để tạo ra hiệu ứng hỗn loạn như vậy. Có độc nhãn phi ở gần, cô ấy chỉ gây thương tích vào mắt của chúng. Đầu bên kia có huyết thú đào một sông lên trực diện thùy họa, bị tôi dùng kiếm khí hồng hoang sau khi khóa sóng âm lại trong cổ họng, tôi đẩy thẳng thanh kiếm vào họng, sau đó kiếm khí điên cuồng tàn sát trong cơ thể to lớn của con thú. Sau khi tôi thu lại thanh kiếm lại lần nữa, kiếm khí rứt ra, huyết thú đào một còn không có cơ hội để gào lên thảm thiết, đã bị biến thành màn mưa máu rơi xuống. Khi còn sống không biết nó đã uống bao nhiêu máu tươi của nhân tộc, màn mưa máu này đều bị sa mạc minh mông hấp thụ hết. Ma kiếm đã trở nên điên cuồng, dưới sự chi phối mạnh mẽ của tim ma, chỉ cần thần niệm có đủ, kiếm của tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Hơn nữa kiếm khí càng ngày càng mạnh, đó chính là uy lực hợp thể của ma kiếm và thất sát pháp quy, vừa hỗn loạn vừa điên rồ. Thậm chí về sau này, sát khí đã âm ỉ vượt qua đao của Thùy Hỏa. Đao của Thùy Hỏa thực ra cũng có sự bá đạo riêng, nhưng không bằng uy lực ma kiếm. Chỉ tiếc cô ấy là âm thân, chỉ có thể xuất âm cực tứ thập đao, không có cách nào phát huy được kỹ thuật vô song của đao Pháp Dương Cực, chứ đừng nói tới nhất đao quy nguyên trừ tà cuối cùng. Theo đó một đầu dữ tợn hung ác của huyết thú rơi xuống đất, máu rơi trên đất tràn lan, ngấm vào cát vàng, không biết đã thương vong bao nhiêu. Ba vạn huyết thú sát khí ngút trời, nhưng muốn khóa chặt trong khoảng trời cát vàng thì khí cơ của tôi và Thùy Hoa không thể làm được. Mà tôi với Thùy hỏa chỉ có hai người, đao canh kiếm khí cũng được gọi là hỏa lực rất mạnh. Huyết thú đào một có cảnh giới nửa bước thiên tôn cũng không thể dáng được mấy hồi, kiếm khí tung hoành đao canh xung kích, thỏa chí giết chóc huyết lâm ly có mùi của biển. Tiếc rằng huyết thú ý thức tâm linh kém, không biết tiến hay lùi. Mặc dù mặt đất đầy thương vong, chúng xông vào chúng tôi hết đợt này tới đợt khác như thể chúng không sợ chết. Ngay khi tôi và Thủy hỏa đang mặc sức giết hàng loạt, tôi nghe thấy tiếng thú gầm mạnh mẽ vang vọng khắp bầu trời. Sau đó tôi nhìn thấy một con cực lớn, toàn thân hung thú đảo một đen xì từ đằng sau đại quân huyết thú tăng tốc xông tới. Đây tuyệt đối không phải huyết thú mà âm sơn pháp mạch nuôi, mà thực sự là bản tôn đại hung đào một của Hồng Hoang, đào một nguyên thủy đào một nguyên thủy, thân dài hơn 50 trượng, cao 30 trượng, như thể một đỉnh núi di động vậy. Tứ chi hùng tráng trong mỗi bước đi, mặt đất đều rung chuyển có thể nứt ra bất cứ lúc nào. Nhận lấy sự uy áp của hung thú đó, đám huyết thú điên cuồng sơ tán khỏi chúng tôi, và huyết thú nào còn đứng trước đào một nguyên thủy cũng bắt đầu né tránh nó, tránh không kịp đều bị dẫm nát thành bột. Đối diện đào một nguyên thủy, tôi theo bản năng từ trong tâm can sản sinh ra cảm giác sợ hãi tột độ, đây là ma hung có một không hai từng tàn sát đại hoang, Sức mạnh chỉ thua Thiên Tôn một chút. Chương 402, Hà Dĩ Vi chiến khai. Trước đó chúng tôi chỉ tính tới Âm Sơn Pháp mạch có bao nhiêu huyết thú đào một, có bao nhiêu huyết thú độc nhãn phi, nhưng không thể nghĩ tới Âm Sơn Pháp mạch lại có cất giấu một con đào một nguyên thủy. Lúc này, Đại quân Ma đạo cũng đã kịp tới từ phía sau. Tôi và Thùy Hỏa có thể né được cuộc tấn công của đào một nguyên thủy, nhưng Ma đạo đệ tử đằng sau chúng tôi sẽ không chịu được sự hủy diệt của nó. Thấy vậy, tôi và Thùy Hỏa chỉ có thể chọn nghênh tiếp. Thùy Hỏa cắm đao vào trong cắt máu, quỳ một đầu gối xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trước có đào một nguyên thủy, lẩm bẩm niệm đạo, nhân danh tử thần, kêu gọi bộ hạ long hồn mạnh nhất của ta. Cùng với giọng nói của cô ấy, bốn mặt long hồn hảo kỳ bay ra bốn đạo hắc khí. Hắc khí cuốn lên trong không trung tạo xoắn ốc, tổ hợp tạo thành một cơn lốc đen kịt như cự long đen xì dài trăm trượng. Đó là linh hồn long mạch của núi Trường Bạch, nó không có sức mạnh chiến đấu thực sự. Nhưng, long hồn có thể áp chế thú tính tay trời của đào một nguyên thủy. Với linh hồn long mạch của núi Trường Bạch một tiếng long ngâm vang lên, sức mạnh hủy diệt của đào một nguyên thủy bắt đầu suy yếu dần, trong đồng tử to như bánh xe cỡ lớn của nó ánh lên tia sáng như thể không biết làm thế nào. Đáng tiếc thay ý thức tâm linh của nó không thể nào giải thích nổi linh hồn long mạch của núi Trường Bạch làm thế nào tồn tại được. Đào một nguyên thủy chỉ ngưng trệ một lúc, cảm nhận được linh hồn long mạch núi Trường Bạch sẽ tạo nên sự uy hiếp thực sự cho nó, lại bắt đầu điên cuồng hủy diệt. Mà cái tôi cần chính là khoảnh khắc ngưng trệ đó, lúc này lực cũ đã cạn, lực mới chưa tới, chính là thời cơ tốt nhất để tôi ra tay. Hảo phong bằng tá lực, tống Nghĩ thượng thanh vân, khoảnh khắc khi tôi đứng lên, Khương Tuyết Dương từ đằng sau đưa tôi một đạo phong thần chúc phúc, làm tốc độ của tôi càng thêm tăng lên. Thiên địa canh kim, vạn kiếm bản căn, nhân gian binh qua, ma đạo càn khôn, chảm, tôi hét lên trong không trung lời kết trong kiếm phổ của ma đạo tổ sư, sau đó dùng kiếm nhắm chuẩn đào một nguyên thủy mà chém. Đào một nguyên thủy chỉ kịp nhìn tôi, kiếm khí ngất trời nhấn chìm nó từ trên cao. Đại tướng vô hình, đại âm hy thanh, âm thầm đốt cháy, nhận lấy sự hủy diệt của kiếm khí, đào một nguyên thủy to lớn cực đại như đỉnh núi thân xác bị nghiền nát vỡ vụn. Một nhát kiếm giết đào một nguyên thủy, nhát kiếm này đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Mấu chốt là, nhát kiếm này tôi dùng năng lực mệnh bàn của sát phá lang, gió của tham lang, long của phá quân, kiếm của tôi. Tam phương tứ chính, vô khả nghịch chuyển, cái chết của đào một nguyên thủy cũng đủ để cho đám huyết thú yên tĩnh chút. Yên tĩnh sau đó, càng làm hung tính phát tán tàn bạo hơn. Lúc này, tôi đã không còn sức lực để chiến đấu, mà thùy họa do tế xuất linh hồn long mạch của núi trường Bạch cũng hao tổn thần niệm. Chúng tôi kề vai sát cánh giữa chiến trường, nhìn đại quân ma đạo và huyết thú tàn sát lẫn nhau. Do tôi và Thùy Hỏa đã giết được không ít huyết thú đào một và huyết thú độc nhãn phi, cho nên lần này hai bên tác chiến cũng được coi là ngang tài ngang sức. Kiêm Hà trong trận chiến này không mô phỏng bất kỳ chiêu thức nào, mà phát huy ma kiếm bí ẩn tôi đã truyền lại cho cô ấy, nhu hợp huyết mạch của huyễn ma, để lại dấu vết dư ảnh trong không trung. Lâm Thanh Thủy bắt đầu nhặt lại danh sát thần, kiếm của ông ta rất nhanh và tàn nhẫn, một nhát phong hầu đoạt mệnh. Ngân Hồ Bạch Vô Nhai thì dựa vào bản năng để giết, xông vào đôi quân yêu ma có thế lực yếu hơn để tiêu diệt, không chút nương tay. Bạch Hà Sầu, Lưu Phong Vũ, Chu Thế Hào, Hách Liên Phong hầu tiếp sau đó. Ma đạo thống binh lính tướng không phải là làm gương cho binh lính, thì cũng là cảm tử chiến đấu. Huyết thú yêu ma từng con một, đệ tử ma đạo tôi hy sinh cũng không ít. Khí hậu sa mạc thổ mặc xuyên đặc thù, không thể bố trận cũng không thể xuất đại quân vong hồn phong lâm hỏa sơn, chỉ có thể đưa đệ tử âm nhân và thanh khâu hồ tộc chiến đấu tới cùng. Tại sao trận chiến bùng nổ, tại sao mùa thu lá rụng? Thiên tính bất khả đoạt, trong tâm chúng ta có sự nghi hoặc. Bảo vệ quốc an trừng phạt cái ác, đạo pháp đương nhiên loại bỏ tâm ma. Chiến đấu không nghỉ với sự nghi hoặc không thôi, chúng ta vì thế mà chiến đấu. Trận chiến ma đạo và âm sơn, không chỉ là vươn lên tìm lại vinh quang đã mất, hơn thế nữa là vì khắc trên bia thất sát tám chữ, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Tôi muốn vong hồn trong thiên hạ sẽ có nơi để nghỉ ngơi, không còn chịu cảnh mưa gió. Tôi muốn thanh khâu hồ tộc chờ đợi ba ngàn năm có thể trở về gia viên của mình. Tôi muốn thiên tôn ma đạo tôi, không còn là ngôi sao cô đơn trên bầu trời. Tôi muốn chúng sinh không còn phụ thuộc vào sớm nắng chiều mưa của thiên đạo, tôi muốn thiên hạ không còn vì đạo nghĩa mà tranh chấp đổ máu. Tôi muốn chúng sinh bình đẳng, không có sự phân biệt giống loài. Muốn hiện thực điểm này, nhất định sẽ thắp lại ngọn lửa chiến tranh trong tam giới. Mà tôi có dự cảm, lần này trận chiến có thể khốc liệt hơn, nó không chỉ ảnh hưởng tới tam giới, còn có thể vượt qua trận chiến phong thần lúc đầu. Chương 403, chiến địa nhu tình 1. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu âm thanh giết chóc cuồng sát dần dần vơi đi, chiến trường thổ mặc xuyên đã đến hồi kết. Trận chiến này, ba vạn huyết thú của âm sơn đã bị xóa sổ, chỉ có ước chừng khoảng một vạn quỷ yêu chạy thoát thân. Thương vong của ma đạo cũng vô cùng bi thảm, hồ tộc thanh khâu tử thương 2.700 người, đệ tử âm nhơ có đến 3.500 người thiệt mạng, hai vị chiến tướng ma đạo hy sinh, lưu phong độ tử trận, trần châu qua đời. Sát khí ác liệt tung hoành tại chiến trường, nếu như không sở hữu cơ duyên lớn mạnh, thần hồn đều chạy không thoát kiếp nạn này, muốn gia nhập thành chết oan để niết bàn cũng không làm được. Chết rồi thì cũng thật là chết rồi, chỉ lưu lại một phần ý chí anh linh được tôi hấp thu vào trong cờ chiêu hồn. Những tướng sĩ còn sống sót mang đầy thương tích trên người, may mắn là ma đạo hiện giờ cũng đã chuẩn bị vài tiên thảo linh dược, một phần do nhân đạo tạ Lưu Vân biếu tặng lúc ban đầu, một phần là chiến lợi phẩm chiếm được từ đại miếu sau khi trận chiến giã tiên kết thúc. Một số vết thương có thể chữa trị được, nhưng cũng có vài vết thương sẽ ảnh hưởng đến nửa đời còn lại. Trong trận chiến ngân hồ bạch vô nhai bị quỷ yêu ám toán bắn một mũi tên chúng ngay con ngươi, từ nay về sau chỉ còn lại duy nhất một con mắt để nhìn đời. Tim mạch của sư nương Phụng Lăng Nguyệt cũng trong cuộc chiến này nhận lấy thương thế vĩnh viễn không thể hồi phục, một thân tu vi như cuốn trôi theo dòng nước. Có mất mát, tất nhiên có lợi ích, trên chiến trường giữa khi tức chiến hồn phân tán hỗn loạn thế mà kiếm sư Nam Tống Chu Thế Hào lại tìm thấy đạo tu hành của riêng mình. Vốn dĩ ông ấy đã là kiếm sư võ đạo cao cường, vừa hay lấy cơ duyên lần này nhập đạo, sáng tạo ra một bộ kiếm pháp anh hồn lợi hại khiến cả quỷ thần cũng khó lường. Mà đối với Lâm Thanh Thủy mà nói, trận chiến này chính là trận chiến thành danh của ông ấy lần thứ hai, sát thần đã quay về. Dần dần chiến trường tàn sát đẫm máu thảm khốc lịch sử thời đại mạt Pháp đã kết thúc, cuồng phong hoành hành trên sa mạc thổ mặc xuyên nhiều năm nay cuối cùng cũng ngừng lại rồi. Đêm khuya, không khí tĩnh lặng im phăng phắc, thỉnh thoảng nghe loáng thoáng tiếng tàn hồn than khóc. Ánh đèn đong đưa nhẹ nhàng, xung quanh ấm áp lạ thường hai người đang ở trong quân trướng tôi và thùy họa ngồi xếp bằng đối diện nhau tự mình điều hòa khí tức đối với mối quan hệ vợ chồng của tôi và thùy họa đệ tử ma đạo người người đều biết ban đầu tôi lấy tên húy của con trai thứ hai nhà họ tả cưới hoàng hà nương nương từ đó về sau tôi và thùy họa có danh phận vợ chồng sau này cô ấy trở thành tướng phá quân của ma đạo tôi trở thành ma đạo tổ sư danh phận vợ chồng vẫn như cũ không thay đổi còn nhớ lúc sát thần Lâm Thanh Thủy nghe đến chuyện đạo tổ và phá quân ở kiếp này đã kết thành vợ chồng, trên mặt lộ ra thần sắc xúc động bùi ngùi. khách liên phong hậu, lại mượn bút tích chứa tràn ý thơ tri thức viết lên tám chữ làm quà mừng tặng cho chúng tôi. Thị trí bất du, thiên địa khả liệt, nghĩa là lập lời thể ước quyết không thay đổi, trời đất có thể vì người chứng minh. Trong mắt của những tiền bối ma đạo đời trước, tôi chính là đạo tổ năm đó, còn Thùy Họa chính là phá quân, không cho phép chúng tôi phủ nhận sự thật này trước kia tôi và thùy họa xông vào chém giết đám huyết thú ngoại trừ tiêu tốn chân khí và thần niệm còn chịu ngoại thương không nhẹ tôi có ngọn gió phục hồi trong người có thể nhanh chóng điều trị vết thương thùy họa lại vướng phải nguyên do âm thân chỉ có thể từ từ hấp thụ âm khí để chữa lành tôi điều tức xong mở mắt ra nhìn về phía cô ấy thùy họa vẫn đang nhắm mắt hấp thụ âm khí cô ấy hiện giờ đã cởi bỏ bộ giáp xương cốt hắc kim chỉ khoát lên tiết y lót thân màu trắng ngọc ngà giải thích tiết y chính là yếm đỏ hết giải thích, nhìn mãi một hồi tôi bỗng nhiên mỉm cười kỳ lạ, thùy họa bá đạo và lợi hại đến thế, có tính cách không khác gì đàn ông nhưng lại có thân hình nóng bỏng quyến rũ mê hoặc lòng người. Cổ áo của tiết y mà cô ấy đang mặc kéo xuống rất thấp, xương quai xanh tinh tế mềm mại như ngọc trai. Khuôn ngực trắng nõn nà thoát ẩn thoát hiện, khe rãnh hở ra ở giữa sâu khó dò. Vòng eo tùy tiện quấn một sợi dây nhỏ, phía dưới tiết y có thể che lấp bờ mông căng tròn nở nang, nhưng không thể giấu đôi chân trần đẫy đà mỹ miều đã lộ ra bên ngoài. Thường thì những thư tuyệt mỹ này đều bị cô ấy bó buộc dưới bộ giáp xương cốt hắc kim khiến người ta khó mà chiêm ngưỡng, nhưng hôm nay cô ấy mặc một bộ thiết hy đơn điệu, sắc xuân người ngợi, làm trái tim người khác ngứa ngáy không thể nhịn nổi ham muốn. Tôi càng xem càng mê mẩn, lại không dám gián đoạn quá trình điều tức của cô ấy. Chương 404, chiến địa nhu tình 2. Đột nhiên tâm mi của Thùy Hỏa khẽ cao lại, vẫn nhắm đôi mắt nói, Tạ Lan, vì sao anh không chuyên tâm nhập định thế hả? Anh đang điều tức mà. Nói nhảm anh đang lén sờ mó chân của em. Mới đầu tôi vẫn còn lo lắng Thủy Hỏa gặp rắc rối do phong thần mà đánh mất sự dịu dàng của tình người, bởi vì thần cao cao tại thượng luôn đứng ở phía trên nhìn xuống chúng sinh, thần tính càng vô cùng lạnh lùng hờ hững, nghe thấy cô ấy nói câu trêu đùa này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vị thần của ma đạo tôi, cũng giống như đệ tử ma đạo, có tình có nghĩa. Sang ngày thứ hai, xuất binh đi hẻm núi Hắc Phong. Hẻm núi Hắc Phong là trạm gác cuối cùng trên đường đến Âm Sơn, cũng là nơi âm sơn bố trí trọng binh thủ hộ. Mới đầu 10 vạn âm binh do âm ti phái đi công đánh âm sơn, vậy mà chỉ mỗi trận chiến ở hẻm núi Hắc Phong đã tổn hại hết một nửa đội quân. Hẻm núi Hắc Phong vốn không được đánh dấu trên bản đồ của nhân tộc, nó thuộc về cổ địa, nghe nói trong thời kỳ thượng của tộc thần thú hỗn độn Thủy Kỳ Lân đã từng mai phục giết chết một con tổ long đỉnh cấp. Thủy Kỳ Lân có năng lực thần thông rời núi, vì để trấn áp con tổ long này, vô số đỉnh núi được chuyển đến từ khắp nơi, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên, thân thể to lớn vạn trượng của tổ long bị áp chế không thể cử động một ly một tấc. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm, thần hồn của tổ long tiêu tán xương cốt hóa thành cát vụn, chỉ lưu lại tại nơi chôn cất xương cốt của hắn một hẻm vực hình rồng khổng lồ, mà hẻm vực hình rồng này chính là hẻm núi Hắc Phong ngày nay. Trong hẻm núi Hắc Phong còn sót lại oán niệm của long hồn, đầy dẫy tử khí, một ngọn cỏ cũng không mọc nổi. Đứng ở lối vào hẻm húi, quan sát khí thức của quỷ thận dày đặc mịt mù bên trong, đi theo đường núi Hắc Phong gập ghềnh gồ ghề, ước chừng có thể nghe thấy hàng ngàn tiếng quỷ gào khóc thảm thiết. Cuộc chiến hẻm núi Hắc Phong, bất luận là ma đạo hay âm sơn pháp mạch đều không phải người còn sống tham chiến, song phương tuyệt đối là vong hồn của kẻ đã chết. Trận chiến đã định quỷ khí sung thiên, gió lạnh rét thấu xương, cho dù với tu vi của tôi cũng không chống chịu nổi sức ép của quỷ hồn oán niệm chết chóc có quy mô khủng khiếp đến vậy. Trận đại chiến sắp bắt đầu, nhưng bên phía ma đạo thế mà lại im hơi lặng tiếng, bởi vì 10 vạn đại quân vong hồn của tùy Hỏa vẫn đang nằm trong hạo kỳ sau lưng cô ấy. Âm Sơn Pháp Mạch kêu gọi 30 vạn hộ Pháp quỷ quân, mà dưới Trướng Thủy Họa chỉ có 10 vạn đại quân vong hồn. Chiến lực tuy rằng không ngang bằng nhau, nhưng Thủy Họa sở hữu uy áp thần chi của tử thần, nên thắng thua khó mà đoán trước được. Đại quân ma đạo không thể tham chiến trầm mặc đứng nguyên ở vị trí cũ, thần sắc nghiêm nghị quan sát Thủy Họa và bốn vị tướng phong lâm hỏa sơn dưới chướng cô ấy. Bạch vô nhai chỉ còn lại một mắt, nhưng sát tính vẫn không hề mất đi, đeo một chiếc đai đen che con mắt bị phế, càng lộ rõ sự hung tàn khát máu của ngân hồ. Lâm Thanh Thủy ôm kiếm trong tay, biểu tình cứng đờ, sát khí hừng hực trong đáy mắt. Hách liên phong hậu, binh khí là bút lông, pháp thuật thần thông là thơ từ ca phú, thư sinh y khí huy xích phương tù, bút lạc kinh phong vũ, thi thành khắp quỷ thần gian. Chu Thế Hảo đứng bất động một chỗ, sau khi lĩnh ngộ ra kiếm pháp anh hồn, chiến lực của Chu Thế Hảo bạo phát thẳng tiến ngang ngửa Lâm Thanh Thủy. Có điều kiếm pháp của ông ấy ngày càng thêm uyên thâm cẩn trọng, không giống sát thần Lâm Thanh Thủy quyết chí xông lên chỉ tiến không lùi, trước mặt người khác thùy họa luôn giữ thái độ lạnh nhạt tựa băng xương cho dù biết tôi đang thâm tình quan sát bọn họ thì cô ấy vẫn không quay đầu nhìn tôi một lần tôi dùng thần niệm truyền âm ba chữ đến cô ấy phán quân quy có nghĩa là đợi phu nhân trở về thùy họa hồi đáp tôi nhất định không phụ kỳ vọng của anh theo đó âm nhân ma đạo vạn người trong đội quân hồ tộc thanh khâu hò reo hét lên câu đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng rồi thùy họa dẫn bốn vị tướng phong lâm hỏa sơn quốc bộ đi vào sâu trong hẻm núi hắc phong mới đặt chân xuống thì lối vào hẻm núi liền bị oán khí long hồn che phủ đây là trận chiến của vong hồn người sống không thể nhìn thấy từ giây phút thủy họa nhảy vào hẻm núi hắc phong họ đã bước qua một thế giới khác rồi lúc cuộc tranh đoạt vẫn chưa kết thúc không ai có thể biết tình hình chiến đấu cụ thể ra sao thời gian trôi qua chậm rãi mỗi một giây đều là sự dày vò hẻm núi hắc phong vốn đã là cổ địa lại bị oán khí long hồn hành hạ cho dù bên trong là trận ác chiến tàn khốc đẫm máu Bên ngoài vẫn không nhìn thấy một chút động tĩnh nào. Âm Ty, Phong Đô đại điện, bệ hạ, Tử thần lâm Thùy Hỏa đã tiến vào hẻm núi Hắc Phong rồi ạ. À. Phán quan trung quỳ khom người báo cáo, quả nhân đã biết rồi, thông báo vương chân nhân chuẩn bị hành động. Nếu như ma đạo lâm Thùy Hỏa bại trận, lập tức phát binh đánh nhân gian đem ả à ta quay về Âm Ty thẩm vấn. Quả nhân muốn tước lấy thần vị của ả, à, đày xuống 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Bắc Âm đại đế Châu khất âm hiểm nói. Vậy nếu như ma đạo đánh thắng trận chiến ở hẻm núi Hắc Phong thì sao ạ? À? Trung Quỳ lại hỏi, ma đạo nếu như giành được thắng lợi, hãy bảo vương chân nhân tạm thời áng binh bất động. Châu Khất suy nghĩ một lát rồi nói. Vâng ngại Trung Quỳ cáo lui rồi rời đi, Châu Khất lại gọi hắn đứng lại, Trung phán quan, theo ngươi, phần thắng của Lâm Thủy Họa như thế nào? Bệ hạ, tử thần chính là dị thần, âm ty không hề có thông tin nào về thần uy của tử thần. Ô, lui đi, nửa đêm, Đông Hải, Tạ Lưu Vân một mình đứng hiên ngang trên sườn núi hải đảo, ngước nhìn bầu trời sao. Trên bầu trời sao, có một quỷ tinh lấy lánh tỏa sáng rực rỡ với tử khí dày đặc hiện lên vầng hào quang quái dị, ngọn lửa bùng cháy ở Bắc Cương Hoa Hạ. Chính lúc hắn đang tập trung tham ngộ, mộ, một bóng hình từ phương xa vội vàng bay đến, phút chốc hiện thân tại nơi ấy. Tạ Lưu Vân, trận chiến hẻm núi Hắc Phong đã mở màn rồi sao? Mộ Dung Nguyên Duệ lạnh giọng hỏi, quỷ tinh đang chiếu rọi ở Bắc Cương, có vẻ như Tử thần Lâm Thùy Hỏa đã tiến vào hẻm núi Hắc Phong. Cuộc chiến này phần thắng giữa Ma đạo và Âm Sơn ra sao? Phải xem uy áp tử thần của Lâm Thùy Hỏa có thể chống đỡ 30 vạn quỷ quân của Âm Sơn Pháp Mạch hay không rồi, nếu như trụ không vững, Ma đạo chắc chắn sẽ thảm bại. Hẻm núi Hắc Phong có oán khí long hồn của thượng cổ tổ Long Phong Bế, hai vị thiên tôn ấy của Ma đạo không thể xen vào được. Tạ Lưu Vân nói, nếu Ma đạo bại trận, Âm Ty nhất định phát minh đánh nhân gian lâm thùy hỏa sẽ rơi vào tình thế chết cũng khó thoát chương 405, tử nạn khó thoát một thùy Hỏa tiến vào hẻm núi hắc phong đã một ngày một đêm trận chiến này bị tổ long chi hồn che lấp thiên cơ tương tự như chuyện xảy ra ở đàm cửu long trên trời dưới đất không một ai do thám được huyền cơ bên trong kẻ tham chiến đều là vong hồn sau khi chết sẽ ngay lập tức tiêu tan vì thế nên cờ chiêu hồn của tôi cũng không hề có bất kỳ động thái khác thường nào khương tuyết dương đã mất đi dáng vẻ bình tĩnh điềm đạm thường ngày nỗi lo âu hiện rõ giữa đôi lông mày đã không thể che giấu được người khác không chỉ mỗi mình cô ấy tất cả các đệ tử ma đạo đều vô cùng căng thẳng quan sát cửa ra vào hẻm núi hắc phong ngay thời khắc thủy họa dẫn bốn vị tướng phong lâm hỏa sơn tiến vào hẻm núi hắc phong cô ấy đồng thời cũng đã mang đi tâm phúc của ma đạo trận chiến này ma đạo tuyệt đối không thể thua nếu bại trận không chỉ dẫn dắt cuộc phản công ác liệt từ âm sơn pháp mạch âm ty cũng có thể nhân cơ hội này mà ra tay tàn độc với ma đạo chúng tôi không thể thua vậy chỉ có con đường thắng, mà hy vọng giành được chiến trắng toàn bộ đều phụ thuộc vào sức mạnh uy áp tử thần của Thùy Hỏa. Thực tế thì, tôi không hề có chút kiến thức nào về uy áp chi thần của tử thần. Lý do tôi dùng hết mọi tâm huyết giúp cô ấy phong làm tử thần là vì tử thần không nằm trong sự quản lý của thiên đạo, do tên húy này có nguồn gốc từ Thái Cổ Minh Giới. Theo truyền thuyết, vào thời kỳ Thái Cổ cũng có tam giới, phân biệt là Thái Cổ Thần Giới, Thái Cổ Ma Giới, Thái Cổ Minh Giới. Bất luận là thái cổ nguyệt ma hay thái cổ phong ma, họ thực ra đều xuất thân từ thái cổ thần giới, ma là sản phẩm bôi nhỏ họ của hậu thế, bởi vì họ từng đối địch với thiên đạo, chỉ có huyết mạch huyễn ma của kiêm hà có nguồn gốc từ thái cổ ma giới. Mà tử thần, lại chính là thần minh vốn có của thái cổ ma giới. Cũng chính vì nguyên nhân đó, lúc tôi phong thần cho thùy họa, mới khiến thiên đạo phẫn nộ phản đối kịch liệt đến vậy, không tiếc ngưng tụ tử phủ lôi trùy đến truy sát tôi. Đạo tổ, lâm tướng quân nhất định sẽ chiến thắng. Kiêm Hà đến bên cạnh tôi nhẹ nhàng an ủi nói, "Sao cô lại biết được?" Tôi hỏi, "Tôi đã thức tỉnh một phần ký ức về thái cổ minh giới, liên quan đến tử thần." Kiêm Hà nói, "Sức mạnh uy áp chi thần của tử thần thế nào? Không thua quỷ đế, có lẽ còn vượt xa quỷ đế. Chỉ là, với tu vi hiện giờ của Lâm Tướng Quân sợ rằng không cách nào phát huy hoàn toàn uy áp chi thần của tử thần, miễn cưỡng phát động sẽ tổn hại đến thần hồn." Kiêm Hà nói, "Tôi sợ nhất chính là điểm này." thùy họa vốn dĩ là một sợi phương hồn dưới đáy sông hoàng hà thần hồn của cô ấy nếu gặp tổn thương sẽ càng khó khôi phục hơn người bình thường rất nhiều bởi vì thần hồn chịu tổn thương chính là bổn tôn của cô ấy đối với cô ấy mà nói âm thân chính là vật ngoài hóa thành nó chỉ là nơi trú ẩn của thần hồn một khi thần hồn bất diệt liền có thể tái ngưng kết âm thân mới vì thế tại đàm cửu long cô ấy đã bị thương nặng như thế sau đó vẫn hồi phục lại bình thường như ban đầu nhưng nếu như thần hồn chịu tổn hại đối với cô ấy là chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đầu giã tiên tiến công vây đánh hàn hoang, Thùy Họa thiêu đốt thần hồn để sử dụng một chiêu thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao, một đao ấy chỉ va chạm một ít thần hồn, đã phải dùng thời gian rất dài mới hồi phục được. Nghe khẩu khí của Kim Hà, Thùy Họa nếu thật sự miễn cưỡng phát động uy áp chi thần của tử thần, thần hồn nhất định sẽ phải chịu thương tổn nặng nề. Thời gian sau đó càng lúc càng trôi qua chậm chạp hơn, mỗi phút mỗi giây đều là đau đớn dài vò, không riêng mỗi ma đạo chúng tôi phải chịu đựng nỗi hành hạ thống khổ này, âm sơn pháp mạch cũng như thế. Hẻm núi Hắc Phong đồng thời cũng chính là cứ điểm quan trọng của bọn chúng, một khi thất bại, âm sơn tổ đình sẽ bại lộ triệt để ra thế giới dưới sự công kích vũ bão của ma đạo. Âm sơn thập nhị sát tuy rằng tiếng ác đồn xa, nhưng sát phá lang của ma đạo tôi càng thêm cường thế hơn. Sát phá lang của ma đạo lúc trước đã một mình đơn độc khiêu chiến tam giới, âm sơn pháp mạch thì tính là thứ gì cơ chứ? căn bản đến dũng khí tham gia trận chiến phong thần cũng chẳng có. Huống hồ Ma đạo vẫn còn hai vị thiên tôn tại thế, Âm Sơn pháp mạch ngược lại chỉ có mỗi một tên Âm Sơn lão tổ đạt cảnh giới thiên tôn, mà hắn vẫn đang bế tử quan. Giải thích, bế tử quan ý chỉ bế quan tu luyện không đột phá thành công sẽ không ra ngoài. Hết giải thích, vì thế tuy rằng cơ hội chiến thắng của Ma đạo nhìn có vẻ khó dự liệu, nhưng nếu tỉ mỉ tính toán lại, Âm Sơn pháp mạch cũng không dám nói bản thân nắm chắc lợi thế trong tay. Không biết lúc ma đạo và âm sơn pháp mạch đều đang lo suy nghĩ về cuộc chiến hẻm núi Hắc Phong, thì trong tam giới có biết bao nhân vật tai to mặt lớn đang dò xét nơi này nữa. Chỉ là sức mạnh thần niệm long hồn của tổ long vô cùng lợi hại, đã phong ấn huyền cơ bên trong, đến giây phút cuối cùng, không kẻ nào có thể nhìn rõ tình hình cụ thể được. Ngày thứ hai mọi người đồng thời đều đang mắc kẹt trong quá trình khó khăn, tiếp theo là ngày thứ ba, ngày thứ tư. Đối với người sống mà nói, chính là con số viên mãn, mà đối với vong hồn, thì 7 là ngày đạt đến giới hạn. Phong hồn kết duyên với chữ 7, 7 ngày quyết định luân hồi nhân quả, từ xưa đến nay dân gian đã có tập tục quản linh cứu và an táng trong 7 ngày. Ngày hôm nay chính là ngày thứ 7, chương 406, tử nạn khó thoát 2. Từ sáng sớm tinh mơ, thời tiết đã hiện rõ biến hóa khác thường. Trời chậm chạp mãi không sáng, mây đen bao phủ che kín bầu trời. Những đám mây xả xuống phía dưới, tựa như muốn tiếp giáp với dãy núi, khiến người ta cảm thấy áp lực tinh thần đè nặng ngạt thở không có gió hoặc là nói gió căn bản không thể thổi được mây đen khóa chặt sự lưu động và biến hóa của luồng khí quyển trong không gian mây đen cuồn cuộn vầng trăng than khóc giữa đêm linh hồn trở về với cội nguồn người chết đi trở thành quỷ quỷ chết rồi chỉ có tiêu tán tiêu tán chính là trở về với hư vô tất cả biến thành cho bụi thân làm vong hồn đã rất đáng thương nếu như lại bị tan biến thành cắt bụi oán khí thống hận thấu trời những đám mây đen kia chính là vong hồn sau khi bị tiêu diệt sẽ hóa thành oán khí thấu trời, nhìn mây đen nặng nề phía trên, không biết bên trong hẻm núi Hắc Phong đã có bao nhiêu vong hồn tử trận mới hiển thị rõ ràng đến thế. Một ngày đã trôi qua, màn đêm buông xuống, mây đen đã ngừng tụ càng lúc càng dày đặc hơn. Đợi đến giờ tí, đám mây đen lặng lẽ rơi xuống từ bầu trời. Vốn dĩ bản chất của mây là thể khí trôi bồng bềnh, mà những đám mây kia lại nặng tựa ngàn cân. Lỡ như va chạm với sườn dốc đỉnh núi, thì ngọn núi sẽ bị đè rồi sụp đổ. Tiếng ầm ầm, ầm ầm lũ lượt vang lên, hai vách đá bên hẻm núi Hắc Phong bắt đầu hứng chịu sự nghiền nát tàn nhẫn của đám mây đen, sườn núi sụp đổ, đất đá rơi loạn xạ, toàn bộ lăn xuống hẻm núi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn cảnh tượng trước mắt tôi cảm thấy kinh sợ, càng thêm lo lắng cho an nguy của Thủy Họa. Thắng bại đã rõ, cuộc chiến hẻm núi Hắc Phong đã kết thúc rồi. Khương Tuyết Dương nói, vậy ai đã thắng? Tôi vội vàng hỏi, không biết được phải đợi đến khi đám mây đen tan biến triệt để mới có thể biết. Âm thanh ngọn núi bị sụp đổ vẫn cứ tiếp tục, mặt đất cũng theo đó mà chấn động dữ dội. Thời khắc này trái tim tôi đã hoàn toàn muốn rơi ra ngoài, trong đầu không còn suy nghĩ khác, chỉ muốn thủy Hỏa sống sót trở về. Dần dần, tôi không quan tâm đến điều gì khác nữa, một lòng chỉ nhớ đến cô ấy. Vợ tôi, Thùy Hỏa, mới gặp cô ấy tôi đã động lòng, giống như câu thơ vậy, tình không biết bắt đầu khi nào nhưng đã sâu đậm khắc ghi vào tim, từ đó về sau liền nhớ mãi không quên cô ấy. Tính cách thủy họa lạnh nhạt, tôi cũng bằng lòng đem lớp hàn băng xem như ngọc bích mà âu yếm, không oán trách không hối hận. Thế gian này mỹ nữ có nhiều đến đâu, Tạ Lan chỉ muốn lấy Thủy họa làm vợ. Càng lo lắng cho cô ấy, tôi càng sợ hãi. Tôi rất sợ rằng ngay sau khi đám mây đen kia tiêu tan, người mà tôi nhìn thấy không phải là người tôi yêu. Cuối cùng, âm thanh đá rơi vỡ ẩm ầm dần dần suy yếu, rồi hoàn toàn ngừng lại. Đất trời không còn run rẩy mây đen đã từ từ tiêu tán quá trình này trôi qua rất chậm tôi muốn xông vào tìm kiếm bóng hình của thùy họa nhưng lại bị khương tuyết dương ngăn cản kết quả đã định rồi bây giờ cậu bước vào cũng không thay đổi được gì đâu khương tuyết dương trầm mặc nói được tôi đợi cô ấy không đến thời khắc sinh tử tôi căn bản không biết bản thân yêu cô ấy sâu đậm đến nhường nào tôi đau xót nói tình yêu của cậu dành cho cô ấy đã rất sâu đậm rồi tạ lan trên thế giới này sẽ không có ai yêu thùy họa nhiều hơn cậu đâu nhưng tôi lại làm nhiều chuyện có lỗi với cô ấy cậu đang ám chỉ kiêm hà sao khương tuyết dương hỏi lòng cô ấy thật ra cũng sợ hãi giống tôi vì thế mới muốn tiếp tục trò chuyện với tôi không chỉ mỗi kiêm hà còn có người khác tôi nói ai cơ khương tuyết dương xứng sờ một hồi rồi tiếp tục hỏi mộ dung nguyên duệ bốn chữ này vừa thốt ra khỏi miệng tôi tôi lập tức cảm nhận được một luồng sát khí ác liệt xông đến khiến tôi lạnh cả sống lưng sát khí từ sâu trong hẻm núi hắc phong truyền lại trực tiếp khóa chặt toàn bộ khí tức toàn thân tôi. Luồng sát khí này tôi rất quen thuộc, vì tôi đã thấy qua nhiều lần rồi. Ngay giây phút luồng sát khí kia bao vây lấy tôi, tinh thần tôi cuối cùng cũng được thả lỏng, thở phào một hơi dài. "Khương tướng, chúng ta thắng rồi." Tôi mừng rỡ nói, "Làm sao cậu biết được?" Khương Tuyết Dương lúc này vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của Thùy Hỏa. Ngay khi tôi nói ra tên của Mộ Dung Nguyên Duệ, Thùy Hỏa đã động sát niệm với tôi. "Ồ, vậy cậu tự mình bảo trọng nha." Khương Tuyết Dương nói xong thì tiến về phía trước đại quân Ma Đạo, cùng tướng sĩ Ma Đạo chuẩn bị tiếp đón vị anh hùng đã giành chiến thắng cho Ma Đạo. Tôi ở nguyên tại chỗ cũ, tâm tình có chút phức tạp. Thùy Hòa và Mộ Dung Nguyên Duệ chính là tử địch, tuyệt đối không tồn tại bất kỳ khả năng hòa giải nào hết. Hai cô gái một người là tử thần, người còn lại là chiến thần, một người thuộc phe Ma Đạo, một người đứng đầu tiên đạo, đã định là kẻ thù không đội trời chung. Nghĩ đến đây, tim tôi lại lần nữa thấp thỏm không yên nguy hiểm của ma đạo đã được giải trừ nhưng nguy hiểm của tôi hình như sắp đến rồi